Kính thưa bác, chúng cháu là những Phật tử ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm 5 năm ngày công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, cũng là công bố pháp môn thứ 6 của Đức Phật để lại cho hậu thế. Chúng cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, chúc cho pháp môn Thiền Tông ngày càng vững mạnh và phát triển rộng khắp. Giáo lý Đạo Phật, khoa học vật lý Thiền Tông sẽ được công bố ra để Phật giáo lấy lại được tinh hoa của mình, cũng là tinh hoa của nhân loại. Nhân dân Việt Nam biết được những lời dạy chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này để không còn bị tin sai, tin lầm và không bị ai lừa nữa. Và các Phật tử đều rõ thông đường về quê xưa của mình là nơi Phật giới ạ. Nhân đây chúng cháu có một số câu hỏi, chúng cháu xin được bác giải đáp cho chúng cháu ạ. Rồi cháu cứ hỏi đi rồi bác giải đáp cho. Dạ, vâng ạ. Con xin hỏi câu hỏi 1 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, một người tạo được công đức thì ông thần phải bôi đen để cho mình sống được ở thế giới này. Trước khi mình mất 1 năm, ông thần sẽ không bôi đen công đức của mình nữa để cho mình sáng mà nhìn thấy đường về. Về phần này, chúng con có mấy ý hỏi như sau ạ. Ý 1, thưa bác, trong thời gian 1 năm đó, nếu mình tạo được công đức thì những công đức sáng này của mình có làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không ạ? Bây giờ tất cả cái công đức mà ông Phật bôi đen đó, là nó có lý do. Ví dụ trong một năm mà con không tạo được công đức thì cái công đức cũ đó, ông sẽ khởi ra cho mở ra cái ánh sáng để cho con thấy đường con về. Còn nếu mà cái công đức sau một năm sau mà con tạo được thì cái lực sáng của nó rất ít, nó không có nhiều đâu. Trừ vì trong một năm này thì con trở về Phật giới thì cái thế giới vật lý không ảnh hưởng. Là vì đa số những người mà tạo công đức sau cùng thường thường nó không có giao dịch kinh tế lại với thế giới này. Công đức mà giao dịch trên thế giới này thì nó không được. Vì thế mà tất cả người mà chuẩn bị về Phật giới thì một năm sau hoàn toàn phải ngưng giao dịch. Còn nếu cháu ngưng, cháu mà cái giao dịch thì nó thất bại. Vì giao thế giới này còn gọi là âm, còn cái công đức nó là dương, nó không thể đối chọi được cái này. Vì thế mà con giao dịch hoàn toàn là người ta không giao dịch với con, tự động người ta không giao dịch. Phải hiểu cái nguyên tắc này, thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Âm dương thì mở đây được, còn là công đức dương, công đức cực sáng không ở thế giới này được. Bắt buộc nó phải đẩy đi ra tầng bình lưu. Đó, cái nguyên tắc này mà ông Phật mới dạy cái công thức giải thoát. Ai có công đức thì tự nhiên được giải thoát. Còn muốn ở đây thì phải bôi đen. Để chi để ở cái thế giới âm dương này. Người ta không có hiểu. Giống như con có cái học sáng, học châu sáng mà bỏ trong túi mà cũng bị bít kín, không ai biết con. Còn con mở ra thì nó sáng cái tự nhiên người ta hiểu. Thấy không? Đó là cái nguyên tắc của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Ý thứ hai ạ. Thưa bác, công đức của mình phát sáng như vậy thì có phải là mở Phật nhãn không ạ? Không. Chừng nào công đức vô lượng mới mở Phật nhãn được. Còn công đức ít là không, hoàn toàn không mở, mà nó chỉ phá cái vô minh thôi. Còn có công đức nó phá vô minh rồi, những cái tin lầm ở trên thế giới này nó không, con không tin lầm. Cho Phật nhãn nó khác. Phật nhãn mở ra là một người toàn diện rồi. Phật nhãn mở ra là toàn năng rồi. Toàn giác mới gọi là Phật nhãn mở ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Ý thứ ba ạ. Thưa bác, nếu công đức của mình phát sáng khi mình đang sống như vậy thì sau khi mình chết, trung ấm thân của mình có đủ sáng suốt để phân biệt được vị Phật thật giả, hoa tiêu thật giả hay không ạ? Khi một người mà mất, có công đức mất á, thì ông thần quản lý mình mới giao cho cái ban gọi là quản thực thi nhân quả. Thấy không? Rồi mới giao cho cái ban nghi lễ đó. Thì cái ban nghi lễ vì thế mà khi ban nghi lễ mà tiễn một vị Phật gia trở về Phật giới thì phải nhắc lại toàn diện ba cái công đức vô lượng, trung bình và ít thì mình mới nhớ lại được. Chứ còn nếu mình không có nhắc lại thì không nhớ. Mà chỉ người nào mà kêu bằng pháp trần mở ra thì mới nhớ. Còn người nào không pháp trần không mở ra thì bắt buộc phải các nghi lễ thần phải nhắc lại thì mới nhớ được.
nha. Chứ còn bị nó dù muốn không nó vừa xóa đi ra khỏi cái vô mình để vô trong cái dương á, thì nó cũng phải có người nhắc lại, còn không có thì nó đã quên. Vì thế mà cái đường về Phật giới đó, người ta phải thiết kế để cho người ta hướng dẫn lần sau cùng cho cái người trở về Phật giới là ý vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác có giải đáp cho Phật tử Lê Bảo Trang trong video giải đáp Thiền Tông đặc biệt vô tiền khoáng hậu từ khi Đức Phật thành lập đạo phần 1 là khi trung ấm thân được dẫn ra ngoài tầng bình lưu thì vị Phật sẽ mở toàn bộ công đức của mình để cho sáng ra. Theo chúng con hiểu thì công đức vị bôi đen có hai loại. Một là do mình chấp ngã nên bị bôi đen. Hai là do ông thần bôi đen hộ mình để mình sống được ở thế giới điện tử âm dương này. Như vậy, cả hai loại công đức bôi đen này đều được vị Phật ở tầng bình lưu mở cho sáng ra, phải không ạ? Bây giờ con ra tầng bình lưu cũng công đức chưa được mở. Mà ra tầng bình lưu là ông Phật dạy cái cơ bản, một vị Phật dạy cơ bản đi về Phật giới. Khi con muốn mở toàn diện thì phải dẫn vô cái trung tâm vận hành luân hồi á, là cái nơi nó vật lý nó không quay, âm dương không quay. Vì thế mà âm nó quay, nó hút ngược trở lại âm, dương hút trở lại dương, thì lúc đó Phật nhãn mới mở ra. Đó, vừa Phật nhãn vừa mở ra là bắt buộc phải đi nhanh trở về, đi theo tốc độ của điện từ quang về Phật giới. Từ cái nơi trái đất mà về Phật giới là phải 1 tiếng đồng hồ. 1 giây nó đi là 1.200.000 cây số. Vì thế mà từ cái chỗ mà trung tâm vận hành của trái mà trái đất nó quay ngang ấy, thì nó về cái về Phật giới là 4 tỷ cây số rưỡi, chưa được 5 tỷ, vì nó còn cách một cái địa cầu. Thấy không? Thì ta căn cứ vào cái này này, Phật nhãn mà đã vào trung tâm vận hành luân hồi rồi đó, thì cái điện từ âm nó hút. Điện từ âm là ác đức, nghiệp hút cả lại. Điện từ dương là phước đức, nó cũng hút cả lại. Hút âm dương hút ngược ra thì cái tánh thấy của tánh Phật nó mới mở ra toàn diện được. Thì lúc đó mới gọi là Phật nhãn mở ra. Nhưng mà muốn vậy thì phải đi ra trở về Phật giới liền, chứ còn không ở đây được. Vì nó hút theo cái quy luật vật lý mà. Về đó rồi thì cái công đức còn mới là nó hình thành ra một kim thân Phật, ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Rồi từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này là một kim thân Phật mới sản sinh ra. Thì cái tánh Phật mà ẩn vào trong cái kim thân Phật này gọi là thành Phật. Đó. Thì về đó thành Phật rồi thì con được tự tại. Con có thể là tái nhập ta bà được, đi theo cái công thức của các vị Phật. Vì thế mà trong kinh Đức Phật thường nói là trở về Phật giới thành Phật, tái nhập ta bà, cứu độ chúng sinh là cái chỗ này. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu thứ 3 của nhóm Phật tử Vĩnh Phúc Hà Nội thì bác đã trả lời rồi ạ. Tức là khi vào trung tâm vận hành luân hồi thì các công đức bệnh bôi đen đều mới được mở để cho sáng ra ạ. Bây giờ chúng con hỏi câu hỏi số 4 của nhóm Phật tử Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, khi trung ấm thân vừa xuất ra khỏi thân tứ đại thì ông thần thực thi nhân quả sẽ nhìn thấy trong trung ấm thân của mình có công đức bao nhiêu, nhiều, trung bình hay ít để thả trung ấm thân của mình ra, giao cho ban nghi lễ hay ban dặn dò theo từng trường hợp cụ thể. Ý 1, chúng con muốn hỏi bác ạ. Thưa bác, ông thần có nhìn thấy số công đức bôi đen của mình không ạ? Bây giờ con phải nhớ nè, ông tất cả tánh Phật vào trong thế giới là người mượn thân và tánh người thì phải do một thần quản lý. Ông đó là ông thần quản lý, mà trong kinh gọi là thần thức, cái biết của ông thần quản lý suốt cuộc đời của con. Ông này ông quản lý hết rồi, đã ông hết nhiệm vụ thì ông thần khác tiếp tục quản lý. Không? Thì người ta sẽ đọc được trong cái tàng thức của con nó có cái gì trong đó người ta biết. Rồi trong cái như lai tàng con là có bao nhiêu công đức, còn cái tàng thức con bao nhiêu ác đức và phước đức nó nằm ở trong đó là ông thần quản lý không biết hết. Khi mà con có cái công đức rồi thì ông thần quản lý mới giao cho cái ban thần nghi lễ để đưa về Phật giới. Đó. Khi nào mình được
ông thần mà giao lại cho cái ban nghi lễ đó, thì ông thần phải mở cái kho tàng thức hoặc cái Như Lai tàng này ra, đọc cho hết, báo cáo cho hết. Mà báo cáo cho hết đó, thì chỉ có người mà vị nào mà công đức vô lượng mới được quyền xem cái này. Còn công đức vừa và ít thì chỉ theo ban nghi lễ về thôi, ra ngoài trung tâm vận hành luân hồi đó, thì ông Phật ông sẽ nói, ông hãy giải thích cho mình nghe. Còn ưu tiên là những vị nào mà có cái công đức vô lượng thì mới được trưng bày ra tại cái buổi lễ tiễn trở về Phật giới. Không phải để ý cái chỗ đó nhé, chứ không phải ai cũng muốn lấy được. Mà bây giờ ông thần quản lý giao cho ban nghi lễ, rồi nghi lễ nếu mà công đức vô lượng thì tổ chức theo nghi lễ vô lượng, còn nếu công đức vừa và ít thì tổ chức dặn dò đưa về Phật giới thôi, rồi tự mình đi à, tự theo qua tiêu. Còn nếu công đức vô lượng thì dự dục kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào, ban thần thánh tiên mời vô dự lễ, lễ xong rồi rước cái tánh Phật này về rất an toàn. Thì xung quanh cái thế giới này nó không lừa mình, không cần biết gì, cứ theo ông Phật về. Nó còn phải để ý cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Ý thứ hai cũng là thắc mắc của rất nhiều người ạ. Là thưa bác, vì có thể có người đến cuối đời khi mà ông thần không bôi đen công đức nữa thì họ cũng không tạo thêm được công đức nữa. Như vậy ông thần có nhìn được số công đức bôi đen và ông thần có làm cho số công đức từng bị bôi đen này sáng trở lại không ạ? Để cho họ về Phật giới ạ. Bây giờ con người mà cuối đời đó, công đức, phước đức gì không cần biết, mà còn có cái ý chí quyết về, mà con có công đức rồi, thì ông thần tạo điều kiện giao cho cái ban nghi lễ tuyển con về Phật giới, hoặc là dặn dò con về Phật giới. Quan trọng nhất là con có cái kiến chấp là không. Quan trọng nhất kiến chấp rồi làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, trong gọi là nó là chê phản cướp gì đó, mấy cái đó thì hoàn toàn đó. Một là ông thực thi nhân quả xuống quả ngục, hai là nếu không chịu xuống thì giao cho cô hồn quản lý cái này. Trong thế giới này và thế giới âm thì giao cô hồn, thì con không được cái này, thì con không có cần không xuống quả ngục được. Còn nếu mà con mà không vô, chịu vô cô hồn thì bắt buộc thần thực thi nhân quả đưa xuống con hầm lửa lớn. Thì thế mà tu của thiền tông nó quan trọng ở chỗ này. Người ta tu vật lý thì có vi phạm thì ta làm qua báo hoặc xuống địa ngục thôi. Còn vô thiền tông phải chú ý này, ác kiến chấp thì chắc chắn phải đi vào quả ngục. Quả ngục gọi là hầm lửa lớn. Nó phải để ý cái chỗ này. Bởi vì cái nhân quả, cái thế giới này nè, nhân quả bình thường của nhân quả thì nó gọi là nhân quả thường thôi. Còn nếu mà cái nhân quả về thiền tông nó thuộc về siêu nhân quả, nó khác. Nó, thì nó cũng hai cái đường. Cái người bình thường thì nó theo hòa báo hoặc quả ngục. Còn cái người thiền tông duy nhất chỉ có nước là để xuống dưới hầm lửa lớn thôi. Còn phải chú ý cho này. Còn không muốn hầm lửa lớn thì phải theo cái đám kia. Thà đóng kia mà vừa nóc đầu ra là ông thần thực thi nhân quả liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi số 5 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, ở trường hợp thứ hai, công đức trung bình, khi con trả lời vị thần quản lý là tôi muốn về Phật giới, thì vị thần giao con cho ban dặn dò con đường về Phật giới phải cẩn thận kẻo không bị ông thánh lừa, rồi các vị thả con ra. Lúc này các vị thánh mới nhào tới để dụ dỗ con. Vậy lúc này con có nói gì với các vị thánh không ạ? Hay con cứ im lặng để đi, mặc các vị Phật giả này muốn nói gì thì nói ạ? Xin bác chỉ dẫn cho chúng con ạ. Bây giờ con á, mà ông thần quản lý mà giao cho cái ban nghi lễ á, hoặc là cái ban thực thi nhân quả, thì khúc đó con không được nói quyền nói gì hết. Con chỉ tuân theo lời cái nghi lễ người ta hoặc là theo cái luật nhân quả, chứ con không được góp ý gì hết trời. Mà góp ý bởi vì cái muốn cái gì đó, thì từ cái lúc mà thần quản lý con muốn nói cái gì nói cho thần quản lý, và tôi nhất quyết tôi về, nghe không? Còn nếu ông thần nói đúng là con mà có làm tầm bậy, ông thần cũng có nhắc nhở con chứ không, nhưng mà con không nghe thì sẽ giao cho thực thi nhân quả được. Bởi vì cái luật cái thế giới, cái luật mà cõi âm nó rất nghiêm,
Một là một, hai là hai. Chứ không có mà cầu xin lại lục gì trời đến. Anh muốn về nguyên tắc thì có công đức, muốn về cho về. Còn nếu mà có công đức mà không chịu về, đứng cái lải nhải chửi người này nói người kia này kia đó, thì bị siêu nhân quả. Thì cái trong đó người ta có cái công thức, có thực thi nhân quả thôi. Không có cách nào mà giải bài như người thế gian được. Người thế gian thì không, giống như con đã bị kêu án rồi thì bắt đầu thực thi nhân quả được, chứ không có vụ mà trình bày. Đã kêu án rồi thì không có trình bày gì hết trọi. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi số 6 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Câu này có hai ý ạ. Ý 1, thưa bác, nếu con có công đức ít nhưng con giữ được tâm thanh tịnh, không khởi niệm gì trong lúc lâm chung đến khi mất, thì chung ấm thân của con có bị dòng tộc và thánh lôi kéo không ạ? Cái công đức ít á, thì cái lực nó sáng, nó không có nhiều. Vì thế mà mấy ông cô hồn được quyền lợi gần con. Họ tộc được quyền lợi con. Họ tộc thì năn nỉ con. Họ tộc năn nỉ con về với họ tộc. Thứ nhất là cha mẹ, ông bà. Còn nếu mà mấy ông thánh á, thì dụ con đi hưởng phước. Nhớ là con thánh, ông vẽ ra nữa. Thì lúc đó mà con siêu lòng một cái, siêu lòng đâu thì ông thần quản lý con, giao cho con ở chỗ đó liền, chứ không nói á. Thấy không? Bởi vì bây giờ đi về kêu bằng vô dòng tộc, rồi con cũng muốn, rồi đi hưởng phước cũng muốn, rồi còn cái chuyện mà trì Phật giới nó lơ lơ là thôi, giao cho hai bên này đi. Ông thần thực thi nhân quả là thực thi cái theo ý muốn của mình, chứ không phải ép mà. Ông không ép. Vì thế mà khi mà một tánh Phật đi vào đây rồi mượn thân là tánh người, người ta dặn dò rất kỹ. Nhưng mà tại vì vô đây lâu đời quá nó quên. Nó bị nó sanh nhiều lần quá nó quên. Vô tử cung của mẹ nhiều lần nó quên. Thành nó không còn nhớ gì cái buổi đấy rồi. Mà chỉ nhớ là khi nào mà con có công đức, tự nhiên con có công đức thì tự nhiên con nghe cái này con thích con vô được. Nhưng mà cũng vô cũng chưa chắc ăn đây. Vô còn bao nhiêu cạm bẫy của thế giới này, thế giới ăn mà của mấy cô hồn nó suối con. Nó không muốn cho con về. Nó muốn rủ con ở lại thế giới này. Chết là chết cái chỗ này nè. Nó tu thiền tâm phải hiểu cái cơ bản này nè. Là do mình quyết định. Còn đừng có, bởi vì thế mà thiền tâm không cho cúng cầu ai đó. Cúng gì thế giới này rồi là thế giới âm mà cúng gì. Âm nó còn giúp nó được mà nó giúp mình. Nó muốn kéo mình trở vô thế giới nó. À, thành gì? Vì thế mà thiền tông cố gắng phải học thông cái công thức của cái thiền tông mới được. Chứ đừng có học bà chốt bà nhán rồi ra nói tầm bậy tầm bạ. Nói tầm bậy là càng chết. Bởi vì trong cái đạo Phật đó, anh tu là bị nhân quả. Rồi con suy nghĩ. Tu đúng thì nhân quả đúng. Hưởng phước. Tu sai làm qua báo và địa ngục, có hai con đường này, con suy nghĩ dám tu không? Thế tu là hoàn toàn không trở về Phật giới được. Tu thì phải ở đây, tu thành thánh con phải ở đây con thành thánh. Thấy không? Con làm nhà giàu thì cũng phải ở đây làm nhà giàu, làm sao về Phật giới được. Phải hiểu cơ bản này, vì thế mà nói là tu thì bị nhân quả. Tu đúng thì hưởng phước, hoặc thành thánh thành thần vậy đó. Còn tu sai, hai con đường. Qua báo và quả ngục, địa ngục, muốn đi đâu đi. Vì thế mà thiền tông mà nói ra cái này một cái là không ai dám tu rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Ý thứ hai trong câu hỏi này ạ. Nếu con không để cho ba thế lực thần thánh và dòng tộc lôi kéo, thì vị thần quản lý sẽ ném con ra khỏi trái đất, ra khỏi vùng kiểm soát của thánh hoặc thần. Vậy trường hợp nào thì con được vị thần ném ra khỏi vùng kiểm soát của thần để con được an toàn trở về Phật giới ạ? Bây giờ cái trường hợp này là cái trường hợp thứ hai, thứ ba. Họ tộc và mấy ông thánh ông kéo mình đó, thì phải sử dụng cái thuật vụ buông phá âm đó, làm tiếng được buông. Thì họ tộc và mấy ông thánh ông buông. Ông tự nhiên ông giật mình ông buông rồi. Thì cái ông thần mà cái ông mà băng nghi lễ á, thì có cái nhiệm vụ đẩy con đi ra.
Chứ còn nếu mà để nó tụ lại và họ tộc về với ông Thánh mà tụ lại nữa thì nó kéo nữa, thì nó tức khắc phải quăng con một cái, đẩy con một cái đi. Nếu mà đẩy mạnh thì ra khỏi 5 cây số, thì thần thánh là qua khỏi cái quản lý của cái thần thánh tiên đó, qua lý của cái loài của hồn á. Còn nếu mà không qua thì con sẽ bị cái trường hợp là nó dụ. Dụ mà con nhiều khi con thấy tưởng Phật đẹp quá, tưởng đâu thiệt, theo chết. Thì phải dùng cái thuật là thử, thử 3 lần. Nghe không? Mà làm sao phải ra 10 cây số thì không ai theo nữa được. Kể cho thần thánh tiên không được. Thì qua tiêu, nó tiêu của một vị Phật ở tầng Bình Lưu mới xuất hiện. Tầng Bình Lưu là cách trái đất là 45 đến 50 cây số. Vị Phật ngự ở chỗ đó, làm qua tiêu xuống. Thì phải ra 10 cây số mới được. Con phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu được cái đường về Phật giới. Còn nếu không hiểu thì thôi đừng có coi chừng. Coi chừng cái thế giới này gọi là thế giới cầm bẫy. Không ai thoát được cái quy luật âm dương này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi số 7 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con viết di chúc dặn lại các con cháu khi con mất, cứ để con nằm yên 8 tiếng rồi hãy khâm niệm và chôn cất. Nếu các con cháu con không thực hiện được như vậy thì con có bị ảnh hưởng gì về đường về Phật giới của con không ạ? Không. Bây giờ đó con di chúc gì vậy? Bây giờ nếu mà con để lại nó thực hiện, nó không thực hiện chuyện của nó. Còn con mà đã có công đức rồi thì nó có động ở thế gian này động cỡ nào không ăn thua. Là do con động cái thân tứ đại, chứ còn trung ấm thân nó không động được đâu. Khi nào mà trung ấm thân mà con mà có công đức rồi thì tất cả người thế gian nó không có động được. Dù nó có động nó có không ăn thua gì. Thì nó theo cái quy luật của nó, công đức vô lượng ra liền, mấy giây ra liền, công đức vừa thì mấy phút, công đức ít thì ít không phải 8 tiếng. Mà con đã quyết định rồi thì cái thân con không ăn thua gì, nó không ăn thua. Nhưng mà có một điều á là nếu nó động mà cái con còn chấp á, thì nó sẽ vướng vào cái chấp, thì nó phải vướng trở lại thế giới này. Nhớ là đã buông rồi thì đừng có chấp. Quan trọng nhất cái tu thiền tông mà chấp một cái là dính lại. Chấp là gì? Chấp là cái thế giới này nó kéo lại liền. Phải để ý cái chỗ này. Con không chấp, nó động cỡ nào động mà con không chấp ăn thua. Cũng như con đi ra đường mà người ta chửi con kiểu gì, con đừng có tưởng. Con tưởng con mới phản ứng lại, con không tưởng là sao phản ứng. Thì không ăn thua. Vì thế giới mà khi mất cũng như ở thế gian này. Thế gian này mà con hiểu này rồi người ta nói gì thì kệ nó, không thua. Nó đừng có động. Chứ con động thì con phải tưởng rồi mà con mới chấp nó mới dính. Còn khi mà con mất cũng vậy. Con mất rồi gia đình làm gì làm kệ đó. Không ăn thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi số 8 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, trong lời dặn dò, khi trung ấm thân vượt được 3 lần thử thách của Thánh, thì trung ấm thân đi ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là ra khỏi tầm kiểm soát của thần để nhìn thấy được hoa tiêu của vị Phật. Thưa bác, khi đó trung ấm thân đi như thế nào ạ? Và làm sao để biết mình đi thẳng ra ngoài trái đất ạ? Xin bác giải thích cho chúng con được hiểu ạ. Bây giờ con còn mang cái thân tứ đại nè. Con đi bao nhiêu cây số con biết. Còn con mang trung ấm thân thì con thấy bằng điện từ. Thì con thấy cái cõi vô hình và thấy được cái phân giải, phân cấp của cái trái đất này luôn. Còn cái dòng hút của trái đất này. Con nhìn thấy con biết. Khi con mang trung ấm thân con nhìn thấy. Bây giờ cái trái đất này nó là có 6 sức hút lực quý trái đất. Con biết cái sức hút chỗ nào nặng, chỗ nào nhẹ, chỗ nào bình lưu con biết. Đã mang cái trung ấm thân đó là khác. Con mắc bằng điện từ. Còn mình ở đây là con mắc bằng điện từ âm dương và vật thể. Nó khác hẳn với cái con mắc cái điện từ mà âm dương. Nó không có biến thể ở đây. Đó. Thì cái phân biệt nó rất rõ. Vì thế mà các cái loại cô hồn nó sử dụng cái tánh của nó đọc được cái tư tưởng của con. Vì thế mà mấy ông mà xem bói á, ông sai khiến được cô hồn đó, ông coi rất giỏi. Nhờ cô hồn giúp ông chứ không có giận. Chứ ông ngồi đây ông biết gì. Thì cũng có nhờ cái công cụ. Kể cả một vị Phật vô đây cũng vậy. Vị Phật vô đây ngồi chỉ biết tu thôi chứ không hiểu gì thế giới này. Muốn biết cái gì, thần thánh tiên giúp ổng á.
chứ không phải mà ông Phật vô đây là ông toàn năng, toàn năng toàn giác, biết nhưng trong thế giới vật lý ông biết. Ông muốn cái gì thì phải nhờ thần thánh tiên giúp ông mới biết. Đừng có lo, kiều mang trung ấm thần nó khác hơn cái mang thân tứ đại. Rồi mang cái thân mà điện từ quang nó lại khác cái thân trung ấm. Nó phải cái phân cấp vậy đó. Vì thế mình mới giải mã được là cái cô hồn nó mang cái thân gì. Nó mang bằng cái điện từ âm. Còn cái con người mà có phước nó mang cái điện từ dương. Cũng con người khi mất thì còn mang cái điện từ dương. Vì thế mà nó đi theo cái nhân quả của con á. Con muốn đợi tự dương mà về sau, kiếp sau mà con vào thì phải vô cái dòng tộc. Vô dòng tộc tạo điều kiện cho con vào bước nào. Có một cuộc đời con sống, cái thời gian đó là 100 tỷ. Thì con làm sao tự nhiên có 100 tỷ vô cho con. Còn có 1 tỷ thì con làm gì cũng tới đó đứng lại, con bé nó chạy ra hết. Nghe không? Là do cái mình sống ở đây là do có cõi âm điều khiển mình. Nói thật cái này chứ không phải là mình điều khiển. Thân con người là gì? Thân tứ đại, biết cái gì đâu mà điều khiển. Tánh người là do sức hút vật lý điện từ vô nó phát ra 16 thứ tánh người. Biết cái gì? Thánh thiện là do rồi thánh giúp an nhàn rồi tiên giúp. Còn mà mình làm này làm kia thì do cô hồn nó giúp mình. Coi chừng cái chỗ này là nếu hiểu được cái nguyên tắc này thì mới tu hiền tông được. Con không hiểu rồi tưởng tượng ra là kia nọ. Vì thế mà thì bởi vậy mong được cái giáo lý nó ra đó. Ông Phật ông cắt nghĩa từ giai đoạn, từ phần hết, không có gì mà sót. Chỉ trừ cái bí kíp ông không nói thôi. Bí kíp là để giao cho những người nào đủ tư cách này mới nhận được cái này. Còn không có thì thôi, chỉ là trơn thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi số 9 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, khi khối công đức được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào, liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sinh ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này thành kim thân Phật hoạt động. Vậy khi kim thân Phật hoạt động thì ngôi nhà pháp thân có còn tồn tại nữa không ạ? Cái ngôi nhà pháp thân là cái gì? Là cái vỏ bọc của cái kim thân Phật. Giống như con là gì? Con mặc cái áo á. Cái mặc cái áo của con là nó che cái thân tứ đại con. Còn cái pháp thân, cô nhà pháp thân thân là cái áo của ông Phật. Nó che cái kim thân Phật. Nó hiểu gì? Vì thế mà ta gọi là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Chính là cái áo đó. Cái áo này nó công dụng khi ông nghỉ rồi thì nó ẩn. Không thấy, ông không thấy hình dạng Phật. Mà khi hiện thì hiện. Di chuyển đi rất nhanh, cực kỳ nhanh. Đó. Vì thế mà cái con thân con và cái áo con không khi nào rời. Không tách rời nhau. Nó không cách nhờ nào. Đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi số 10 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con nghe bác giải đáp. Khi khối công đức được điện từ quang chiếu vào sẽ định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Con cũng nghe bác giải đáp là khi kim thân Phật hoạt động thì có hình tướng, không hoạt động thì hòa vào điện từ quang. Vậy thưa bác, công đức cấu tạo như thế nào mà kết hợp với điện từ quang có thể định hình được và cũng có thể hòa tan được ạ? Ở trong thế giới vật lý âm dương này, nó có ba cái loại đức. Công đức sử dụng ở đâu? Đem về Phật giới sử dụng. Phước đức dương lên các cõi trời sử dụng. Phước đức âm sử dụng ở trái đất giàu sang. Ác đức xuống dưới cái dưới mặt đất á. Nó còn phải căn cứ vào mấy cái đức này nè. Vì thế con vô đây tạo công đức để gì? Tạo công đức để con mang về Phật giới. Vì cái đầu tiên á, tánh Phật á, mới thấy mà những kim thân Phật hỏi chứ sao mà mấy ông có kim thân Phật mang mà tôi không có. Mà tôi giờ không di diễn đâu được, giống như cái trứng cá nó trôi dưới nước đi. Trứng cá nó hỏi giờ con cá chứ sao ông bơi được mà tôi không bơi được. Thì nó muốn được có cái bơi được có này thì phải vô thế giới loài người á. Tạo mượn thân và tánh người tạo công đức mang về đây thì điện từ quang nó chiếu vào, nó nhuộm vào, nó biến thành là một kim thân Phật.
một cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ công ngôi nhà pháp thân thanh tịnh nó định hình ra một kim thân Phật. Kim thân Phật rồi tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này thành Phật. Đó, rồi giống như tụi tôi muốn đi đâu đi, trong càn khôn vũ trụ đi đâu được. Muốn ứng thân hóa thân hoặc muốn tái nhập ta bà được hết. Đó, nó cái diệu thực này. Đó, vì thế mà cái đức này thì còn phải phân biệt là bốn cái. Công đức ở Phật giới, phước đức dương trên trời, phước đức âm ở trái đất giàu sang. Còn ác đức dưới mặt đất luôn. Là sao? Địa ngục á. Địa ngục là gì? Cái ngục nằm ở dưới mặt đất gọi là địa ngục. Địa ngục là làm sao thấy đường? Ở trên mặt đất còn thấy đường đi, chứ dưới địa ngục sao thấy đường đi? Ha, phải hiểu cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 11 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, hình tướng của vị Phật bên Phật giới như thế nào ạ? Bây giờ đã ta nói là Phật là toàn năng toàn giác. Ví dụ bây giờ ông bây giờ văn minh rồi còn mới hiểu nè. Bây giờ ngày xưa mà chưa văn minh á, con muốn hiện hình bên Mỹ được không? Hoàn toàn không vậy. Mà bây giờ trong vòng con muốn hiện hình là 5 phút sau con qua Mỹ được, đi bằng cách nào? Có điện thoại để con điện thoại với bên hai người thấy hình nè. Tự nhiên con nhảy của mình. Bây giờ con mà con hỏi ở đây, ngày mai phát trên mạng nó khắp cả cái toàn cầu này, chứ không phải là văn minh. Thì ông Phật cũng vậy. Có nghĩa là khi ẩn thì ông hòa nhập vào cái điện từ quang. Khi hiện thì tùy theo cái nơi ông hiện thì ông mới định hình ra cái hình nào đó. Ông vô đây không phải là tự nhiên ông vô trong thế giới này ông tưởng không phải là ông Phật. Ông hình ra giống cái ông nào là ông nói câu con. Chứ thì ông phải mang cái thân người, giả mang cái thân người. Chứ không thể được giao vô đây mà mang cái ông Phật. Không ai đồng ý đâu. Nó, thầy phải hiểu vậy là gọi là ông mà là quá thân. Ông muốn, khi mà ông ở trong Phật giới ông ngưng rồi đó, thì ông ẩn vô trong cái thế giới điện từ quang. Còn ông muốn ra, vô đâu thì gọi là phân thân, lấy một phần nhỏ cái thân thể không á, ông đi theo cái dạo trung tâm chẳng hạn rồi vô trần minh lưu, rồi ông ngồi đó, rồi ông muốn nói chuyện ai ta gọi là Phật Khải. Ví dụ muốn nói chuyện với ông thần thì ông nói chuyện bằng Phật Khải với ông thần, ông nói chuyện loài người ông nói chuyện bằng điện khải loài người. Cái này nó quan trọng. Nhưng mà cái cõi vô hình ông nói thì tụi con không hiểu, mà kể cái rồi người con cũng không hiểu nữa đâu. Mà chỉ người nào đọc được cái quyển giáo lý thì người ta mới hiểu cái Phật cái kiểu này. Nhưng mà mình chỉ hiểu ổng thì thôi, chứ sự thật cũng không nhìn được đâu. Nhưng mà đặc biệt có người nào mở được Phật nhãn sẽ nhìn thấy được, thấy được cái chuyện làm của ổng. Nhưng mà hiếm lắm. Mà trái đất này con suy nghĩ mấy ngàn người tu thì ổng mà duy nhất chỉ ông Ma Ca Diếp hiểu được và thấy được cái này thôi. Mà nhờ ổng trợ lực cái này, chờ ông trợ lực chứ còn một mình Ma Ca Diếp cũng không nhìn thấy được đâu. Đó, cái này thì con hỏi nó đi ra cái chiều sâu, nó thuộc về bí mật thiền tông. Người tri tri người nói người ta hiểu bí mật tông chứ chưa ai hiểu cái này. Và cái này là nó sẽ trả lời theo qua những câu hỏi của độc giả hỏi, người ta mới hiểu cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 12 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, trong 3 điều kiện để trở về Phật giới thì điều kiện có ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới theo con là quan trọng nhất. Vì có ham muốn về thì mới học thuộc được đường về. Có ham muốn về thì mới biết được nhiều cách để tạo công đức. Và có ham muốn về thì mới buông được vật chất tiền tài danh lợi ở thế giới này để về. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin bác giải đáp cho con ạ. Bây giờ con ở thế gian này, con vào đây con là cái phước còn bao nhiêu tiền, con cứ thoải mái con xài không sao. Cái phước này con muốn tạo phước nữa thì con lấy con tạo để con đi luân hồi tiếp. Trong cái phước này con lấy con tạo công đức con đi về. Là phải nhớ cái chỗ này. Không phải là người giàu không về được. Người giàu ta tạo công đức ta về. Còn người nghèo mà ta không có tiền thì ta tạo cái kiểu khác. Nó nhiều cái kiểu chứ đâu phải mà người giàu tạo được, người nghèo tạo không được. Mà về được hay là không là do cái tư tưởng của mình đó, do cái tánh mình đó.
mà cái tánh mình là do ai? Do thần thức quản lý con và ghi chép con, đánh số con á. À, mười, bây giờ cái người này, cái A này nó là 10 trên 10, nó về đó. 9 trên 10 nó về. Còn 7, 8 sau đó chưa, nó không chịu về. Thì cái khi mà con hết tuổi thọ, thì ông thần quản lý con căn cứ này mà giao cho các ban nghi lễ, hoặc là giao cho các ban nhân quả. Nhân quả là thực thi nhân quả, đưa con đi lên hồi tiếp. Còn ban nghi lễ là hành lễ tiễn con về, hoặc dặn dò đường về. Nó con phải để ý cái chỗ này. Chứ không phải là người giàu mà. Người giàu mà không về được, hoặc là người nghèo không về được. Ai cũng về được hết. Thế giới vật chất này, con có tiền thì con tạo khác. Con không có tiền thì con lấy. Con chỉ nói cho người ta nghe, hoặc là sách vở, hoặc là máy móc con tặng. Con đâu 5-10 công đức con về được rồi. Rồi về bển nó nhỏ rồi. Về bển rồi con muốn á. Muốn tạo công đức dễ lắm. Thì bây giờ con phân thân vào trái đất đấy, con giúp người ta. Thì con cũng cúng tiếp tiếp. Rồi nữa tự nhiên cái kim thân Phật con nó lớn. Có sao? Ở trên thế giới vật chất này tạo của rất khó. Tạo có nhiều khi nó sai lệch trên, nó bị nhân quả. Nó vừa sai lệch cái nhân quả liền, rồi làm sao? Vì thế mà Phật khuyên đó, thà là kiếm được ít công đức chạy về đi. Rồi khúc đó mình muốn tái nhập ta bà, mình muốn tái nhập cái đâu mình tái nhập. Trong cái càn khôn vũ trụ này biết bao nhiêu ta bà. Thì mặt tình mình tạo công đức. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi số 13 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con rất ham muốn và quyết tâm trở về quê xưa của mình. Con đọc sách và nghe giải đáp của bác nên con rất vững vàng, không bị các thế lực khác lung lay, lôi kéo. Con cũng đã rõ thông đường về và con cũng tìm mọi cách để tạo được công đức, nhưng con vẫn chưa ra được pháp trần. Như vậy, có phải nghiệp của con quá nặng, hay con có công đức ít, hay là vì lý do gì ạ? Và để đường trở về của con được thuận lợi, không bị thánh lừa, thì con nên làm thế nào nếu như pháp trần của con vẫn không chảy ra được ạ? Pháp trần là nó phát hiện ra để cho nó an toàn trên con đường đi thôi. Chứ còn nếu mà pháp trần không hiện, nhưng mà căn cứ vào cái này nè. Khi mà cái mà ban nghi lễ thần thánh tiên người ta hành lễ rồi, con cứ đi ra theo cái từng sức hút vật lý, con đi ra ngoài cái từng sức hút. Ai nói gì nói cãi, tôi không cần pháp trần nữa, ai dụ cỡ nào cũng được, ra đúng 10 cây số. Nghe không? Thì ra đúng 10 cây số là nó ra cái tầng khác rồi. Ở trong cái trái đất này mấy cây số thì nó hút rất mạnh. Ra cái nó nhẹ chút. Rồi ra ngoài hết cái nhẹ là bắt đầu là tới cái đó. Thì không còn ai mà dụ con được hết. Thì con để ý tới cái này thôi, đâu cần gì pháp trần hiện. Nếu pháp trần hiện thì càng tốt. Pháp trần hiện là cái gì? Còn cái đeo cái máy con nghe hoài thì nó thuộc, giống như cái bài vọng cổ hoặc là bài cửu chương đi. Con đọc riết nó tự nhiên nó thuộc. Rồi bây giờ ai hỏi về cửu chương mấy thì con tự nhiên phát ra liền. Còn cái kia cũng vậy. Con vô trong cái kia, con thuộc cái này ra thì mấy cổ hồn vô, con nhìn con thấy con biết. Thì đâu phải cần. Cái pháp trần hiện có nhiều khi người ta hiện mà ta không hiểu. Pháp trần hiện có nghĩa là con hiểu thuộc về đường về Phật giới. Mà đường về Phật giới mà nó lẩm nhẩm trong cái cổ con á, trong cái đầu con á. Trong cái đầu con nó xuất phát rồi nó mới ra cái họng, ra cái cổ nó ra cái miệng. Nghe không? Mà nó ra tới cái họng đó là pháp trần đó. Còn nó đã trên trung tâm não bộ chưa, mà vô cái cửa cổ họng cũng chưa, phải ra cái cổ họng á, đó là pháp trần hiện. Thì với thế mà con mấy nói cái chuyện này là mấy đứa, ví dụ có mấy đứa nhỏ đi học bài học thuộc lòng, nó học rất đỡ thuộc, nó vừa nhớ tới thì nó cái tiếng nó phát từ cổ họng nó ra, đó là pháp trần. Pháp trần bên văn học, rồi pháp trần bên cái vấn đề ca hát, rồi pháp trần bên cái đường về Phật giới, nó cũng nằm ở cái công thức này, mà nó chỉ khác cái danh từ thôi. Nó con phải để ý này, đừng có mong nó hiện. Nó hiện rồi bắt đầu á, mấy ông cô hồn nó hiện rồi nó dẫn con là con chết á. Vì thế mà tại sao có nhiều người họ tu vô thiền tông, cái họ thấy này thấy kia, mấy ông cô hồn dụ, nó mới làm bậy rồi bạ, nó mới phản cái thiền tông này. Chứ nếu mà hiểu là không phản đâu. Bởi vì có nhiều người á, bây giờ tại sao mà
ông Phật á, ông tu ông ngồi thiền mà tại không hiểu ông Phật ngồi thiền để làm cái gì, rồi mình giờ cũng bắt chước ông Phật ngồi thiền để thành Phật, xin lỗi, vừa ngồi của hồn nhập vô liền. Cái đất này của nó mà chứ đâu phải ông Phật vô đây. Ông Phật vô đây để làm cái gì? Ông Phật đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi, vô đây làm bộ giả đi, giả tu để chi, để lập đạo chứ đâu phải là ông. Tôi đã thành Phật rồi vô đây, mà nếu mà tôi không tu á thì ai nói tôi tuyên bố thành Phật, ai nghe? À, người ta làm cái này. Bây giờ hiện giờ loài người làm cái đạo Phật là làm cái ngồi thiền, tưởng Phật là ngồi gốc của Bồ Đề, không phải. Ông ngồi là ông giả tu để cho người ta biết, để người ta giữ ông này tu được mấy năm mới thành Phật, chết là chết cái chỗ này. Vì thế mà trước khi mà ông thành đạo rồi đó, ông có nói với con, các ngươi đừng có dẫm Như Lai vết theo qua. 6 năm Như Lai làm gì, các ông bỏ đi. Muốn trở về Phật giới theo công thức của nó mà về. À, mình phải hiểu cái cơ bản này. Còn con không hiểu cơ bản này thì coi là nó sai. Vì thế mà bây giờ, mà mình giờ mình nói mấy ông tu sai, ông chửi mình chứ sự thật là tu là chết. Đó, mình là con có tính Phật. Mình tu mà giờ thiền tông ra nó ai có tính Phật. Thì ra làm sao đem cái tính Phật thì về Phật giới đó, mang công đức về bến rồi nó tử thành thành Phật. Chứ bên này là thành của hồn chứ thành Phật cái gì. Thấy không? Mình phải hiểu cái chỗ này nè. Người ta không có hiểu rồi. Vì thế mà cái thiền tông ra đời nó chửi là đúng rồi. Bên thiền tông ra đời nó dẹp hết. Nó không cho tu. Anh tu là bị nhân quả. Anh muốn thành Phật không? Tạo công đức đi. Rồi anh về, anh có tánh Phật rồi đó. Ông bà đều có ai có tánh Phật. Thì về thôi chứ làm cái gì ở thế giới này. Đừng có làm gì hết. Có gia đình lo gia đình. Có con cái lo con cái. Tạo có công đức cho nó về. Tao về. Đơn giản chứ đâu phải mà phải cúng cậu gì thế giới này kia. Thế giới này gọi là thế giới âm. Cúng là do loài âm nó ăn. Chứ ông bà mình đã đi theo nhân quả làm sao ăn được. Ông bà mình muốn ăn đó, thì phải làm hương hồn mới được. Hương hồn là không chịu đi thiên quả, ra mồ mả ở. Vì thế mà nhiều người ta giàu có, người ta làm cái mã cho to, cái đẹp lại về ta ở cho nó. Sống có cái nhà, chết có cái mồ, là cái chỗ này là ta không hiểu. Ta muốn còn luân hồi, còn cái người mà giải thoát không có tính cái chuyện này. Giải thoát tôi biết tôi về, tạo công đức về, xong. Cái đơn giản cái thiền tông nó vậy. Mà giờ nếu mà nói ra tắn ra quá thì ta chịu không nổi. Nếu mà nói tắn ra không ai dám tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 14 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, khi con học đường về Phật giới, con hay bị ngáp ngủ. Hiện tượng này của con là sao ạ? Xin bác giải thích giúp con và làm sao để con hết hiện tượng này ạ? Mấy cô hồn ngôn cho con cho đọc. Mấy cô hồn á thấy con mà đọc ba cái sách thiền này nè, buồn ngủ, nó nhào vô nó kéo con, nó không cho con đọc. Cái câu đó là sao? Bây giờ muốn đối trị với nó làm sao? Mở ra cái bài An Di Phật, sám hối và dòng trải mạch nguồn thiền tông đều ông con mà nó không ngủ, con đọc thì nghe được cái này thì tự nhiên nó thoát, nó không dám lại gần cái này. Vì ba cái bài này nó có lực phá dương rất mạnh, không có hồn nào dám nhậu. Nó phải để ý trong chỗ này nè. Nhưng mà nó cũng phải nói lại cái này. Có nhiều cái cô hồn á, nó con mở cái máy mà con nghe tự nhiên còn buồn ngủ là khác nữa. Là cô hồn đó, ông bà ngủ để tôi nghe, để cho tôi nghe, để tôi hiểu mà tôi có được. Tôi mà tôi chắc chắn rồi tôi xin ông thần trở về đầu thai làm người ông thần cho. Với điều kiện anh phải đồng ý này. Có hai cái trường hợp, một là con nghe con ngủ. Ngủ là gì? Mấy cô hồn á, nó khiến cho con ngủ, nó âm cho, nó đè cho con ngủ đi để nó nghe. Nhớ ngủ đừng có tắt nha, để cho nó nghe. Mà thứ hai nữa là con đọc sách mà con buồn ngủ rồi mấy ông dẹp đi. Nó phải hiểu cái này nè. Nó hai cái trường hợp chứ không phải ấy. Mình theo cái này rồi mới căn cứ tại sao mà mình đọc sách rồi buồn ngủ, mình tại sao mình nghe cái máy mình cũng ngủ. Nó phải hiểu cái này. Một cái là giúp cho loài cô hồn, mà chính mình mở cái máy ban đêm mà mình mở nghe là tự mình có công đức. Cô hồn mà nó nghe được, nó trở lại làm người, mình có công đức, mình đâu có biết đâu.
Nghe không? Mình phải phân biệt cái này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Xin cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 10 năm của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Buổi tối khi con đi ngủ, con vẫn mở đài thiền tâm. Vậy mà con vẫn ngủ mơ thấy người âm đứng ở đầu giường con là sao ạ? Xin bác giải thích giúp con ạ. Người đó là người ta tới, người ta đã cảm ơn con. Nó tới để học để nó ấy. Nó học để nó về Phật giới, nó để trở lại làm người đó. Bởi vì cái khi cái thiền tông ra đời nó có lẫn lộn, mình phải chú ý cái này. Mà bây giờ cái gì cũng không cần biết, con ngủ không ngủ kệ nó, đừng có. Mình mở mình ngủ cũng tốt, rồi mình đọc sách buồn ngủ cũng tốt, kệ nó, mình hiểu được nguyên tắc thì thôi. Rồi tự động từ dần dần cái nó mất cái này. Nó chứ cái cõi âm ở nó thì con á là trái đất này năm loài. Chỉ có một con người là một, còn bao nhiêu là âm hết. Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ, bốn cái loài âm. Bốn loài âm mà hoạt động trên mặt đất này nè. Còn cái loài địa ngục thì mình không, nó hoạt động ở trên này được. Thấy không? Thì như thế mình thấy, con thấy không? Con người mình rất yếu, chỉ có một đơn vị thôi. Còn bốn cái đơn vị mấy ông kia. Mà cái loài ngạ quỷ nó mạnh nhất. Thế giới này là loài ngạ quỷ được mạnh nhất. Mà nếu mà phân tích vô cái loài ngạ quỷ, không ai dám phân tích. Phân tích cái loài ngạ quỷ nó thuộc về cái tuyệt mật của Phật giáo, không ai dám phân tích cái loài ngạ quỷ nữa. Ông Phật vô đây cũng phải sợ nó, nghe không? Ông bởi vì ông Phật nói đó. Trước khi nó nói là ông Cô Đàm ông về đi rồi, cái gì của ta hết, ta lại hết. Ông Phật cũng phải chịu, nó thôi giờ mấy tôi về ông lấy làm gì tôi có ở đây tôi giữ được. Giao thần kim cang mà giúp được thôi, được không được thì thôi. Thế giới này của bạn, thế giới này của loài âm, bốn âm một dương, con suy nghĩ chịu nổi không? Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Thần thì lo thực thi nhân quả, thánh giúp con nhân nghĩa, tiên nhàn hạ, ngạ quỷ bài đủ thứ chuyện hết. 100 chuyện đều mấy ổng hết chứ không ai hết. Mình đừng có nói mình chê ổng, mình nói xin là mấy ngày hết. Mình phải hiểu cái này, phân tích được năm cái loại này thì mình mới tu theo các đạo được. Anh muốn tu cái gì tu, không ai dám nói. Nếu như nhà nước cho tự do, mình muốn nói gì mới tu gì tu. Nhưng mà bởi vì thường thường cái đạo Phật tu đó phải tu bằng trí tuệ. Còn không trí tuệ đừng tu. Trí tuệ phải sáng suốt mới tu, còn trí tuệ không sáng suốt đừng có tu theo cái đạo Phật, làm chi cho nó bị cái nhân quả rất nặng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 16 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con học rất thuộc đường về Phật giới và con rất ham muốn để về. Con quyết tâm đời này con sẽ trở về quê xưa của mình. Nhưng công đức của con tạo được không nhiều. Vậy khi hết thân, con có nhớ đường về và con có về được quê xưa của mình là Phật giới không ạ? Bây giờ ở đây, bây giờ con học thuộc rồi mà con quyết về. Nhưng mà có một điều, con quyết về đừng kiến chấp, mà đừng có kêu bằng cương quyết nặng quá. Coi chừng cái ông cô hồn cũng nhập vô, ông dẫn con đi con không hay. Vì thế tại sao người ta tu theo đạo Phật thiền tông ta được chút này chút kia, cái nó khoe tùm lum là chết mẹ chết rồi trời cậu. Không có hồn chỗ này, nó khổ là cái chỗ đó, nghe không? Tu theo thiền tông chỉ biết hiểu cái căn bản nguyên lý nó rồi, không ai nói gì cả, trừ người mà có nhiệm vụ của ta, làm nhiệm vụ của người ta. Còn nếu không có thì mình cứ tạo công đức sáng mình về, ai chửi ai bới đâu, cái chuyện của ta không thành vấn đề, ai chê khen không thành vấn đề. Đó, con phải nắm vững cái này. Con chê con khen mà con tưởng một cái là kiến chấp nó nhảy ra là cái công đức con bị bô đen liền, con cứng ngắc liền, con cứng ngắc nữa rồi mà còn lý luận chung, còn lý luận với ông thần để thờ con ở lại luôn. Ông thần là quản lý con không có thanh minh thanh nga gì ông thần hết rồi. Muốn về tôi cho về, muốn đi đâu cho đi đó, có vậy thôi. Phải hiểu cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 17 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, trong phần giải đáp cho cô Lê Thị Dung, bác có nói tụng kinh sám hối của thiền tâm
để quấn cứng những phần tội lỗi trước kia của mình đã phạm, không cho nó bùng phát. Vậy những người có nghiệp nặng, họ không theo được thiền tông, họ rất muốn đọc sách thiền tông, nhưng khi họ đọc thì bị nhức đầu, thì họ có thể tụng kinh sám hối của thiền tông liên tục để những nghiệp trước kia của họ bị quấn cứng lại, thì họ có theo được thiền tông không ạ? Bây giờ thế giới này nè, con bị nghiệp nào không biết, nhưng mà cứ sám hối là với ăn nghiệp Phật, chứ cần nhất cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông con nghe để con biết rằng cái này nó là sự thật. Cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông, con tu thiền tông mà con không hiểu được cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông thì người ta nói cái con thấu chí liền. Chính cái dòng chảy mạch nguồn thông là nó quyết định cho cái đạo này nè. Mà con không hiểu cái này, dù có sám hối hay là an vị Phật cái gì đó không bao thuộc. Qua cái vấn đề mà dòng chảy mạch nguồn thông, con nắm vững được cái này. Đây là có cái cơ bản đàng hoàng. Hoặc là con đọc cái quyển kinh mà cái quyển sách số 8 đó, 36 vị tổ truyền thông, nó nắm vững được cái này. Vì thế mà hiện giờ trên các đạo trên trái đất này không ai hiểu được cái này, mà thì nó mới chê cái thiền tông. Đây là cái cơ bản rõ ràng, mà giờ tôi thấy người lớn người nhỏ đều không hiểu cái này. Còn con mà con nắm vững được cái này rồi thì tự nhiên cái âm của con đó, nó từ từ nó lợt đi, thì nó dương, nó sáng ra, thì con sẽ theo được cái này. Mà nếu mà tình cờ con làm gì có con công đức thì nó sẽ vững vàng con về được. Con có sáng mà con không công đức thì không có về được. Nó con phải để ý cái chỗ này. Vì thế mà tại làm sao bây giờ 100 người tu theo đạo Phật chửi cái thiền tông này? Vì ta không hiểu cái cơ bản. Không biết cơ bản ông Phật dạy cái gì, dạy công thức như thế nào, rồi nói thiền tông là của ông này ông kia, không hiểu. Mà thiền tông, con suy nghĩ là chưa, cái đất này đạo Phật chưa có cái pháp môn nào mà tu có cái bài lý luận về vững chắc như cái thiền tông. Nó có tổ chức cái bài bản hết sức. Nó, mà đây là chứng minh là rất khoa học, chứ không phải là chứng minh cách mơ hồ mà ta không hiểu. Rồi người ta chê, người ta nói này nói kia, cái đó là thôi mình, cái đó là tại người ta âm quá. Cái loại âm nó dựa quá thì phải chịu thôi, mình cũng đâu dám cãi người ta. Thấy không? Vì thế mà khuyên rằng tu thiền tông phải hiểu được cái cơ bản dòng chảy mạch nguồn thiền tông, xuất phát từ nơi nào, kết thúc từ nơi nào. Nó có, rồi trên con đường đi nó độ được ai, nó giúp được ai, nó phá được cái vô minh ở đâu. Phải hiểu cái này thì mới tu thiền tông được. Còn giờ tu thiền tông mà không hiểu cơ bản thì thôi, giống như con dạy mấy đứa nhỏ mà làm toán á, nó không hiểu cổ trương rồi sao? Nó tính sao, nó tính kể đó. Còn con hiểu cổ trương là làm sao có cái chuyện nói tầm bậy được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 18 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, trước kia con có mang thai, gần đến ngày sinh thì con không giữ được. Mấy chục năm rồi, nhưng con cảm nhận cháu vẫn quanh quẩn bên con. Nhiều lúc cảm giác con có lỗi, cứ dằn vặt con, làm con không yên. Thưa bác, con phải làm gì để hết cảm giác này ạ? Và con phải làm gì để cháu được tái sinh ạ? Bây giờ thế giới vật lý này là gọi là thế giới nhân quả. Con vô đây thì nó quay theo cái luật nhân quả, con không hiểu đâu. Thành ra bây giờ mục đích thiền tông ra đời, con chỉ căn cứ vào muốn hiểu cái thiền tông này nè, thì trước nhất là con phải hiểu cơ cấu tổ chức của trái đất này. Thứ hai, con muốn tu theo các đạo thì con phải biết tổ chức các đạo. Con khám phá được hai cái phần này rồi thì cái gì con cũng biết hết. Con khỏi thắc mắc bất cứ gì hết. Chứ con không hiểu cơ bản rồi nghe ai nói này nói kia, con tin không đúng. Biết cái tổ chức trái đất này, ai ở đâu, vị trí nào, nãy chú đã nói cho con biết năm loài. Rồi thứ hai nữa là tổ chức các đạo. Bởi vì trong ông Phật có đưa ra một mấy cái câu như thế này nè. Anh lập đạo mà có đúng không? Anh lập đạo để được cái gì? Anh lập đạo anh có lừa người ta không? Ba cái câu này cũng đưa ra, con học thuộc ba cái câu này rồi. Con suy nghĩ,
Nhưng mà ông Phật cũng bảo là con phải bằng trí tuệ sáng suốt thì mới tu thị tu đạo Phật được. Còn tu mà không trí tuệ sáng suốt, nghe ai nói gì cũng tin, nghe cũng lại thì chết, không được. Đó, mình muốn tu theo đạo Phật phải tu bằng cái cơ bản này. Trái đất này tổ chức như thế nào, mấy loài ở đây. Thứ hai là tổ chức các đạo. Anh tu có ba tiêu chuẩn này. Đạo anh có thiệt không? Đạo anh có lừa ra không? Con suy nghĩ. Đó, mình phải hiểu cơ bản này thêm nữa. Nhưng mà ông Phật bảo phải dùng cái trí tuệ sáng suốt. Đừng có mê tín, đừng nghe nói gì cũng tin. Không tin là tầm bậy đâu. Đó, muốn tu thì người ta phải hiểu được cơ bản này. Còn không hiểu, đừng tu. Vô đây là chết. Vô đây là bị cô hồn suối. Vô đây chính người tu truyền tông là cô hồn nó xuống nhiều hơn tu vật lý. Vật lý là mời ông cô hồn theo hết rồi còn lấy còn xuống gì nữa, phe của nó là tu vật lý là phe của cô hồn xuống gì nữa. Tu truyền tông nó mới xuống 10 người đó, nó xuống hết 8 cái người đi ra, thấy không? Vì thế mà đầu tiên ông Phật muốn lập cái này không phải đơn giản, không cách nào lập được. Nhưng mà về sau ông có cái thuật, ông có nói cho các vị trời với các vị Phật với thần thánh tiên ở đây biết cái công thức của tôi dạy thế này nè. Tôi dạy bằng cách thực tế khoa học và tại bằng nhân quả, chứ không phải bằng dạy một cách mơ hồ. Vì thế mà các vị mới đồng ý giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa thành lập cái đầu Phật. Nghe không? Nhưng mà trước khi thành lập đạo Phật thì ông bảo là phải tu bằng trí tuệ, đừng có nghe là Như Lai, học theo đạo của Như Lai mà không hiểu những Như Lai là mấy ông chửi là có cái đạo giáo nào mà dám cho hỏi này. Đạo giáo, bất cứ đạo giáo phải nghe ta, không có nghe ta thì xuống địa ngục. Còn ông Phật cũng phải vậy, nghe ta mà không hiểu ta chửi là. Còn nắm hai cái cơ bản này, con nắm hai được hơi cơ bản này, thì cái đạo Phật hoàn toàn là con tu rất sáng suốt. Mà khi nắm được cơ bản này thì không ai lừa được con, không ai vũ được con lại gì. Con nắm được cái tổ chức thế giới này rồi làm sao phải được, thấy không? Thần người ngạ quỷ, thần người thánh tiên ngạ quỷ như thế, con nắm hết rồi. Ông nào làm gì làm tôi biết. Còn con không biết thì đụng ai con cũng xá con lại là chết rồi. Giờ con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Vâng. Câu này cũng là câu thắc mắc của một số Phật tử ở Vĩnh Phúc. Thưa bác, gia đình con có người vừa mới mất. Trong gia đình vẫn thực hiện việc cúng cơm 49 ngày. Vậy người mất của nhà con có ăn được cơm cúng đó không ạ? Giờ con theo cái nhân quả đó, con suy nghĩ. Ở thế giới này nếu nhân quả mà con mà tu, tất cả các người tu, con tu đúng cái giáo lý con lên trời thì con lên trời đã 5 phút con đi mất rồi. Cúng ai ăn? Thí dụ trong đạo Phật tu lên trên cực lạc rồi, cúng ai ăn? Con tu mà lừa gạt theo làm quà báo xuống địa ngục 5 phút đạo đi rồi, cúng ai ăn? Còn mà tu không tu thì ở gia đình. Gia đình bây giờ một thì phải theo nhân quả sắp hàng đầu thai tiếp. Không tiếp thì thôi ra mộ ở đi, không cho ở trong nhà. Thôi cúng ai ăn? Ra mộ thì người ta canh me, ta tới cái giờ con cháu nấu cơm, ta vô, ta ngửi cái mùi, ta đi ra, không cúng. Còn cái cúng là gọi là cái kỷ niệm thôi. Cái ngày đó mình kỷ niệm, ông bà, cha mẹ tôi mất rồi tôi làm bữa ăn này để đãi bà con cho đấy thôi, chứ ông bà mình cũng không ăn đâu. Biết ông bà mình đi đâu, ông theo nhân quả hay là ông ngoài mồ mả. Nó mình không phải để ý cái này. Vì thế mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật là cúng. Mà sự thật cái đạo Phật mới cúng, mà do cái đạo lão nó cúng. Ông Phật mình bắt, cái đạo Phật bắt trước. Chứ ngày xưa ông Phật có con suy nghĩ là ông ngồi gốc cây có khi nào ông cúng không? Hoàn toàn không cúng. Một đạo Phật là một nhà khoa học mà tại sao ông phải làm cái chuyện này? Vì truyền thông ra đời thì 1500 về trước, lục tổ mới nói khi mà thiền tông nó rời nó phá cái tông tà hết. Ông nói trước vẫn mất cả ngàn năm rồi.
không? Mà ông Trần Nhân Tông cũng để lại quyển sách rất hay. Ai đọc quyển sách thì nó hơi bài trắng hết, nhưng mà còn 20% ba không làm đó. Trần Nhân Tông nói có nhiều hay vô cùng rất hay, nhưng mà không dân ngoài. Nó thuộc gì cũng tuyệt mà. Trần Nhân Tông là ổng là tất cả những... Ông Trần Nhân Tông có cái nhiệm vụ là thừa lệnh của Phật Thích Ca, đưa cái thiền tông nào ở nước rồng và cho công bố ra. Chính ông Trần Nhân Tông cho công bố cái pháp môn này ra. Vì nước ổng mà, ai cản được. Nghe không? Đó, thì mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn con không hiểu nguyên tắc này thì con không hiểu giá trị của ông Trần Nhân Tông đâu. Chính ông Trần Nhân Tông cho công bố này ra dưới sự điều khiển của ông Thích Ca. Chứ không phải là một chuyện nhỏ đâu. Người tu đạo Phật này thì tu phải hiểu được cơ bản khoa học đó. Con không hiểu thì thôi. Con nói gì cũng nói tầm bậy thôi chứ không phải nói đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi thứ 20 ạ. Thưa bác, con nghe người ta nói có những mảnh đất tốt là mảnh đất nhiều năng lượng dương, người ở trên mảnh đất đấy rất khỏe mạnh. Còn mảnh đất xấu là mảnh đất nhiều năng lượng âm, người trên mảnh đất đó hay ốm đau bệnh tật. Xin bác giải thích cho chúng con hiểu rõ hơn về điều này ạ. Nếu như vô tình con bị ở trên mảnh đất có năng lượng âm thì con phải làm thế nào để cho hết tình trạng xấu này ạ? Cái phần đất âm, đất dương này nó có chứ không phải không? Nhưng mà do từng cá thể. Tại sao cái người đó là không bệnh mà con vô con bệnh? Bây giờ cái nghiệp của con, có nghiệp con âm, con vô âm thì nó hút nặng xuống thì dễ bệnh thì thôi. Còn bây giờ muốn phá cái âm dễ ở thôi, bây giờ thiền tông ra đời rồi lấy cái máy đọc đi, có cái thằng âm đâu nằm chỗ đó không? Chạy hết luôn. Thấy không? Bây giờ tôi nói thật, cái nhà nào mà nói âm cỡ nào tôi cho yếm bao nhiêu thì cũng được. Đem cái máy vô bỏ 24 tiếng ngộ. Mấy thần thánh ma quỷ yếm nó chạy mất hết rồi. Đó. Âm là không là do mình. Còn bởi vì cái nghiệp của mình âm, cái nghiệp mình cái số xui xẻo phải vô chỗ đó. Còn mình hiểu rồi, mình mai phước mình hiểu được cái này thì mình đưa cái này vô phá âm thì hoàn toàn có gì hết đấy. Chứ đừng có tưởng đâu, còn cái tưởng âm rồi đó, rồi mình mà tưởng âm rồi cái mình tưởng nó thiệt, cái đem cúng đồ cúng vô rồi chết mẹ, càng âm nữa cúng là nó tới nữa, mời nó vô nữa. Hồi đó có hai thằng, bây giờ mời riết 100 thằng nó vô rồi sao thì nó càng nặng nữa. Mình sai cái chỗ này nè. Thấy không? Đã mình âm rồi mà kêu nó vô chờ với tao, thấy mẹ mà hai ba thằng giờ nó lên trở 100 thằng rồi sao, đem cái máy vô phá tụi bay hết luôn, không còn âm dương gì ta. Thế giới này là tại làm sao cái, bởi vì đó cái thế giới này nó quy luật theo, nó đi theo cái hệ thống âm của nó. Bữa nay nó kiếm chuyện, nó đập ở chỗ này nhà mai qua đập ở chỗ kia chơi, là nó đi theo cái quy luật này, nhưng mà người ta không hiểu. Chứ còn con hiểu này thì con phá được cái này. Mà đạo Phật Thiền Tông có nói, nhưng mà không có ai chấp nhận cái này. Con phải để ý cái chỗ này nè. Thấy không? Đừng có nói mình đất âm. Đã, âm thì tôi đồng ý rồi đó. Tôi cái số tôi nghèo rồi, được rồi. Số nghèo thì con do lo làm ăn thì nó giàu. Chứ con nghèo đó, tôi nghèo quá tôi không làm. Càng chết rồi riết rồi chết luôn luôn. Hồi đó thì mình làm biến thì gọi là âm, bây giờ tôi làm xiên, tôi dương cứ vậy thôi, thì tôi có tiền làm biến rồi cái âm nó làm biến rồi cứ ngồi ở nhà rên không chịu đi làm ăn. Tôi giờ đi làm đi rồi tự nhiên có tiền rồi nó dương lại chứ gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 21 của nhóm phần tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, hàng xóm của con, vị này là người không tu theo pháp môn thiền tông. Trước khi mất, họ kêu la rất dữ dội. Mấy ngày họ không thể ra đi được. Nhưng khi được nghe kinh sám hối của thiền tông thì họ dần dần im lặng và ra đi một cách nhẹ nhàng như đi ngủ. Xin bác giải thích cho con hiện tượng này ạ. Thế phần này là tất cả những người mà mất mà kêu bằng không đi, không đi được là do có loại âm dữ. Mà cái lời âm nó giữ, mà nếu mà con nghe được cái này cái tự nhiên là nó thả con ra thì con đi có sợ đâu. Đó là lại kêu bằng theo quy luật âm dương, đánh cho nó tan cái âm.
Bởi vì cái thiền tông là cái cực dương không ai chịu nổi đâu. Con để ý rồi. Bây giờ tôi nói thiệt con, nguyên cái tỉnh con đi, mấy trăm ngàn người, có 1-20 người thôi, còn bao nhiêu cúng không, con sẽ nghĩ cái ai mạnh hơn. Vì thế mà con mà phổ điến cái này mà con không khéo một cái nó chửi con, kể trong gia đình luôn. Con mà con theo này mà người thân con không chịu theo, đục đục hoài. Nếu mà con là người trong nhà đó, thì nó không dám làm với con. Chứ con mà người phó ở nhà nó đuổi con ra khỏi nhà đâu. Nó cái luật của nó là vậy. Vì thế ông Phật ông nói là tất cả những người nào có cái tần số dương 10 trên 10, 9 trên 10 mới vô được cái này. Còn bao nhiêu ấy, thì con thấy chỉ có 2 phần 10 thôi. Ông nói 2 phần 10 là còn nhiều ấy. Chứ nếu tính là có 2 phần ngàn thôi. 1.000 người có 2 người thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 22 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con đọc kinh Duy Ma Cật có nói khi ngài Duy Ma Cật bị ốm, Đức Phật bảo các đại đệ tử của Phật đến thăm ngài nhưng không ai dám đến thăm. Thưa bác, vì sao các đại đệ tử của Phật là những người uyên thâm Phật học mà lại không dám đến thăm một vị cư sĩ là ông Duy Ma Cật ạ? Xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Ông Duy Ma Cật này nè là cái ông kỳ khôi lắm. Là trong thiền tông tới thăm ổng, tại ổng hỏi phải trả lời được, không trả lời ổng đuổi về. Ổng ví dụ ổng bệnh mà lại hỏi chứ hỏi ổng thì ổng nói thăm bệnh thì ta cảm ơn, nhưng mà ông lại đây để được cái gì? Ông thăm bệnh đã có hết không? Rồi con không trả lời được là sao? Vô thăm ổng thì ổng nói về cái đạo giải thoát thôi, hoàn toàn không có nói gì hết rồi. Mà con không nói không được thì con nhục con đi ra thành hậu, không ông làm dám. Bây giờ nè, bây giờ cái thiền tông nó ra đời đó, bao nhiêu tiến sĩ có dám để nói hỏi chuyện với ông thiền tông không? Thiền tông là nói gì? Tôi hỏi ông, cho ông tu tiến sĩ mà giờ ông biết giác ngộ không? Rồi ông trả lời không được thì sao? Ông Duy Ma Cật ông chơi cái thuật này nè. Ai tới ổng hỏi là ổng hỏi về giác ngộ giải thoát thôi, chứ không ngoài ra không hỏi gì hết. Nha. Mà đa số những người theo Đức Phật ngày xưa là tu không, ông nào cũng ngồi thiền thôi. 100 người theo Đức Phật đều ngồi thiền hết. Mà vô gặp ông Duy Ma Cật ông hỏi chứ ngồi thiền được cái gì? Ông hỏi rồi mình trả lời không được rồi mấy ông kia sợ thôi. Không công nào, ông màu mà tu thì không dám hỏi chuyện với ông Duy Ma Cật. Mà ngày xưa có ai mà đối đầu nổi với cái ông Duy Ma Cật không? Hoàn toàn không có. Nó vì thế mà người ta sợ. Tất cả đệ tử lớn kể ông Bụt Kiền Liên là thần thông bậc nhất, hỏi ông còn hỏi ông Duy Ma Cật, Duy Ma Cật hỏi ông còn thua đó. Thì mấy người kia làm sao mà dám đương đầu với Duy Ma Cật. Nhưng tại sao mà một vị tu cư sĩ phải theo phò tá một vị Phật? Nó còn phải hiểu cái cơ bản này thì con mới hiểu thiền tông được. Nó vì thế mà kinh Duy Ma Cật ra nó thuộc về cái kinh móc lò. Ở thầy nào giáo lại giáo là đọc cái kinh này luôn. Nó. Mà trong gia đình ổng á, thưa con tới nhà đó thì con có cái có ghế ngồi. Hoàn toàn ổng dẹp, không cho ai vô nhà quá. Vô thì muốn đứng mà ổng hỏi nổi thì đứng, còn đứng không chạy ra không cho ngồi luôn. Không có cái ghế nào ngồi đó. Đây là cái thuật cho thuật của ông Duy Ma Cật. Nghe không? Nhà tôi trống bóc vậy đó. Cho ổng hỏi tự do. Không có chướng ngại vậy đó. Tôi bảo đảm không có chướng ngại vậy đó. Đây là thuật cho chữ ông Duy Ma Cật. Vì thế mà những đệ tử lớn của Đức Phật, 10 thập đại đệ tử Phật còn không dám đến gặp ông Duy Ma Cật. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi số 23 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, con nghe chuyện lịch sử của Đức Phật nói Đức Phật bỏ con thơ và vợ để đi tu. Như vậy, có phải xét về mặt gia đình thì Đức Phật chưa nằm tròn phải không ạ? Xin bác giải thích giúp con phần này ạ. Bởi vậy
Trong kinh ông Phật tôi có nói câu này: các ông đừng có để Như Lai lừa. Ông Thích Ca, ông vào ông xuống đây là ai? Là một vị Phật xuống đây phải ở trong cái gia đình làm con của vua, có vợ, giữa thỏa thuận vợ ổng và ổng, ổng sẽ đi tu vào 25 tuổi, có con. Ổng đi ra tu thì bà phải dở cơm cho ổng ăn, nó cho con biết gì chứ phải đàn bộ rồi, không phải xác thực không có đâu. Rồi có cái nhà ở đàng hoàng, về xong ổng đi đâu, đi được 12 giờ trưa ổng về, có cơm ổng ăn, nói cho con biết. Có nghĩa là giữa, có nghĩa là nói, nếu mà nói về vợ ổng á thì cũng phải là một vị yểm trợ cho ổng để tu theo cái đạo Phật và thành lập cái đạo Phật này. Tại sao nếu mà bỏ, tại sao con ổng lớn, vừa lớn rồi ổng cho đi theo tu theo ổng, thấy không? Mà cái chuyện mà vợ nuôi chồng thì không có nói là gì. Nếu nói ra nó phàm phu quá, người ta thần thánh quá cái ông Phật này. Đó, thành mà người ta không có hiểu. Chứ sự thật ổng đi tu, ổng đã đi khất thực chứ không có đi ăn đâu. Dạ, hoàng tộc đưa cơm cho ông ăn. Cũng cho con một, bây giờ đừng nói chi, thí dụ con nhà khá khá đi, con đi tu. Có khi nào con đi tu mà con ăn thiếu không? Khá thôi. Còn hướng chi nhà giàu, còn cái này một thích, một thái tử đi tu nữa. Sở dĩ người ta bôi hết cái này để cho thần thánh quá ổng thôi. Kể cả kể cả 6 năm tu đây là cái lừa, ổng lừa ta thôi chứ làm sao có cái gì tu. Trong kinh Đại Bán Nước Mạng ta đã thành Phật mấy đời trước rồi. Rồi đó. Vì thế mà khi mà cái cuộc đời ổng á, nếu mà kể cuộc đời có mấy chục cái khoảng trời, cái khoảng đường mà ổng tư muốn thành lập cái đạo này là chuẩn bị hàng trăm năm trước, chứ không phải là mới vô tu rồi 80 năm chết, cũng phải vậy, hàng trăm năm trước, mấy chục năm đầu để mà tạo ra cái chương trình một vị Phật thành lập ra cái đạo. Vị thần vị thánh lập đạo đơn giản, ngồi 5 phút xưng ta là Ngọc Hoàng ta lập đạo vậy thôi. Ông Phật không phải vậy, ông Phật phải đi qua một cái hệ thống rất dài. Mà vào trái đất này rồi được lên, được sanh ra, rồi được bao nhiêu thần thánh tiên yểm trợ mới thành lập ra cái đạo Phật. Kể cả ngài mà đắc đạo cũng là thần thánh tiên giúp ổng, chứ ổng làm gì có hào quang không phóng. Thần thánh tiên thế giới này ổng làm phóng ra cho ta biết, ô ông này thành Phật để ủng hộ ổng lập ra đạo thôi, chứ làm cho có cái chuyện đó, nghe không? Mà nói bằng khoa học chứ không phải nói chuyện mơ hồ. Trái đất này tâm linh nó thuộc về tâm linh thì có, của cõi vô hình nó có, nhưng mà nó không việc ai nấy làm. Loài người là làm theo người nha, rồi thần rồi thánh rồi tiên rồi quỷ, mỗi loài nó làm có nhiệm vụ riêng. Nếu mà con hiểu được cái này thì con mới hiểu cái đạo Phật. Thấy không? Đạo Phật là đạo khoa học, là tinh hoa, chứ đâu phải là nói chuyện mơ hồ được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi 24 ạ. Thưa bác, con hiểu ở cõi địa ngục thì khi mà một người bị đày xuống địa ngục ý, thì họ sẽ sinh vào một cái loài địa ngục đó. Thế thì khi mà mẹ Mục Kiền Liên bị xuống địa ngục thì tức là đã sinh vào loài địa ngục rồi, thì làm sao Mục Kiền Liên lại biết để xuống tìm được mẹ ạ? Con biết địa ngục là cái gì không? Địa là đất. Cái ngục là tối. Cái vùng đất tối nó có 18 tầng. Mẹ Mục Kiền Liên là chết ở đâu? Chỉ có cái tội là ghét mấy ông thầy, làm bánh bao thịt chó cho mấy ông thầy ăn, vì cái nhân quả xuống cái địa ngục tầng số 1. Mục Kiền Liên ta có thần thông, nó ngó tới 18 tầng địa ngục luôn, chứ không phải không. Khi mà ông thấy mẹ ông vào cái tầng địa ngục thứ nhất thì ông thương, ông mới xin ông thần quản lý, thôi cho tôi thăm mẹ tôi, nó ơi, cho. Thì nói như vậy đó, thấy mẹ cứ ăn cái gì mà lửa không chứ không có cơm. Rồi mới xin nó về, xin
thần quản lý địa ngục về nấu cơm cho mẹ ăn, thần đỡ cho đem về đem cơm xuống là sao? Vì cái địa ngục nó nóng thì cơm xuống cũng phải cháy, chứ làm sao xuống qua khỏi cái quy luật này được. Đó, vì thế mà đem xuống cơm vừa đưa xuống mẹ cô một cô liên giờ bốc ăn thì nó bốc lửa là nó nóng theo cái nó theo cái nhiệt độ của địa ngục mà. Rồi ông mới về mới hỏi Đức Phật bây giờ làm sao cứu mẹ con, giờ chớ giờ vậy thì ông Phật có nói đó. Thì cái này thì muốn cứu địa ngục thì nó có cái công thức, những người nào mà có công đức nhiều á, xuống tới đâu thì nó phá cái âm của đó. Thì mới nói chuyện được cái người đó. Người đó mà chịu đồng ý ăn năn hối lỗi đó thì ông Phật mới đồng ý, mới hỏi là cái ông thần thực thi nhân quả đó, thần quản lý này. Bây giờ nếu mà ông Phật ông nói bây giờ nếu người ta vậy á thì ông có thể giúp người ta tha đó, ông nói được, với điều kiện là người đó phải có phước. Thì cái ác đức này ta cột lại, dùng cái công đức này ta cột lại, nó cho nó mất đi cái tối đi, thì người này mới giảng sanh lên trên kia được, lên trên cõi trời, mà có phước mới lên trên trời. Đó thì nhờ cái ông Phật xin cho ông vị thần quản lý trái đất này, cho thành ra bây giờ bởi có kiếm 10 vị thánh tăng người có phước đức và công đức đó. Chứ còn phàm phu tăng không được, mấy ông mà toàn tăng mà lừa đảo không được. Đó, vì thế mà được 10 cái này thì mới cứu cô mẹ cô Mục Kiền Liên tái sinh lại làm người xong rồi tạo phước đức đi lên trên trời. Lên trên trời cái lúc đó là sao? Lúc đó là ông Phật còn ở thế còn đang dạy thế giới này, giảng sanh lên suy nữa, trở lại làm người rồi mới lên trên cõi trời Đao Lợi sống xong rồi đến công bố quyền ký ra thì mới cho mẹ một đường trở lại làm người, mới trở về Phật giới được. Nó có quá trình của nó, có nghĩa là mấy ngàn năm mẹ Mục Kiền Liên mới hiểu được cái này, mà cái này là do các vị thần giúp đỡ và cứu bà lên đó rồi đó. Bây giờ công bố này trên đó người ta mới báo cho biết ở bây giờ cái truyền thông đã công bố ra rồi đó, bà xuống đi, xuống để tạo công đức về. Nó có cái ân huệ vậy mình mới hiểu, chứ còn không phải là kêu lên được cứu lên là lên trời, không phải vậy. Nó phải đi tuần tự của nó, mà chỉ có một vị Phật làm trên này để chi, để là cho một cái bài học là cho cái hậu thế người ta nói cái gương này người ta thơi thôi. Chứ còn đạo Phật, trong một đạo Phật tất cả những gì nó xảy ra đều có một trường hợp thôi. Ông Ma Ca Diếp truyền thiền tông nó cũng phải có một người thôi, rồi mà cứu một người địa ngục chỉ có một người thôi, để khi ta làm một cái cơ bản cho cái đạo thôi, chứ đâu phải là người thứ hai đâu. Mình phải hiểu về thì mới hiểu được cái sự tích của Mục Kiền Liên, thấy không? Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, con hỏi thêm cái ý này ạ. Tức là như vậy là người bị xuống địa ngục ấy thì là cái chung ấm thân bị giam xuống địa ngục, chứ không phải là được tái sinh vào loài địa ngục ạ. Bây giờ là xuống địa ngục, bây giờ xuống địa ngục con cũng bằng xuống bằng chung ấm thân, chứ không phải xuống địa ngục ở lìa đâu. Rồi xuống đó thì cũng người nam người nữ vào hộp nhau mới sanh ra một cục con, ở được 18.000 năm, chứ không phải nhỏ đâu. Thì tầng 18, 17, 16 gì đó thì tùy theo cái tầng, nó cũng phải quan hệ âm dương hết. Bất cứ đâu trong trái đất và tam giới này nó phải theo quy luật này hết, chứ không có đi thoát ra đâu, chứ không có đi ra ngoài quy luật này, chứ không phải là xuống này. Còn mẹ Mục Kiền Liên mới vừa xuống còn trung ấm thân, chưa đầu thai vào thực, chưa đầu thai hẳn vào trong cái loại địa ngục, vô mà nhập thai cái loại địa ngục rồi thì còn lâu đó, con phải hiểu. Mới đây bởi vì mẹ mới về chết mà Mục Kiền Liên mới thương, mới coi mẹ đi đâu thì người ta có thần thông. Mà trong 10 thập đệ tử của Phật thì chỉ có mà phải có người thần thông này, lý luận bậc nhất, thần thông bậc nhất, rồi văn chương bậc nhất gì đó, rồi
rồi kêu bằng ngồi thiền bậc nhất, cái gì đó cũng bậc nhất, có 10 người. Mỗi người đó biểu tượng trong cái sự tu hành của vị Phật, thấy không? Rồi trong đó có một người giải thoát, Lam Ca Diếp giải thoát. Nhưng mà giải thoát không giải thời đó được, mà phải mấy ngàn năm sau mới giải được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thế như vậy là nếu mà mẹ Mục Kiền Liên mà bị đầu thai vào ngoài địa ngục thì Mục Kiền Liên cũng không thể tìm thấy được. Được. Nếu mà đã đầu thai rồi thì Mục Kiền Liên mẹ đầu thai trung ấm chưa dù xuống đó đã đi theo. Đi theo rồi mới về trình ông Phật. Chưa nhập thai có rồi địa ngục. Nhập thai là thôi không được, ông Phật không cứu được đâu. Mà cái này là cái chuyện sắp xếp của cái đạo, để mỗi người nó có một cái sự tích để người ta nương theo thôi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi thứ 25 ạ. Thưa bác, thời Đức Phật, tu sĩ trong giáo đoàn của Ngài phải là những người có tiêu chuẩn như thế nào ạ? Tu sĩ thì nó có cái giới luật của nó đó. Tỳ kheo tăng thì 250 giới, tỳ kheo ni là 300 mấy chục giới. Nó có cái được đây cái lễ này, đây là cái giới của cái người tu. Mà giờ con suy nghĩ có ạ, hiện giờ có ai giữ được giới đâu? Phật tử vô là 5 giới thôi, nói dối trộm cắp tà dâm sát sanh gì đó. Nhưng mà giờ mấy ông thầy chút xíu chửi ôm chùm còn thua Phật tử nữa. Nếu mà thờ Đức Phật rất nghiêm, không sử dụng tiền, thấy không? Nhưng mà ổng có cho trong cái con cái phép nhận tiền trong hay không, nhưng mà nhận để làm cái gì, sử dụng như thế nào phải rõ ràng, thấy không? Vì trong đạo Phật nó có cái là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là cái gì? 4 thứ cần thiết cho một người tu hành. Cái mặc áo bao nhiêu bộ, chỗ ở như thế nào, ăn như thế nào, tiền bạc sử dụng như thế nào. Trong đó tứ chánh cần nó có nhiều tiền rồi mà. Tiền như thế nào là tứ chánh cần của cái đạo Phật. Ta không có hiểu. Chứ không, đạo Phật muốn ngày xưa mà muốn cắt cái chùa ra tu thì cái người giàu ta mới cắt, rồi thỉnh ông thầy vô trụ trì là giữ chùa rồi giải đạo, thấy không? Chứ đâu phải không biết, mà tại ta không hiểu. Thành ra 37 pháp quán trời đạo nó có cái pháp quán tứ chánh cần, 37 pháp nó có cái là nó dùng cái cho cái tiểu thừa ngày xưa đó. Chứ còn nếu mà không có cái tiểu thừa thì không có pháp tứ chánh cần. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cũng thấy các thầy tu ngày nay hình như là không theo cái quy định của cái giáo đoàn ngày xưa của Đức Phật ấy. Con chỉ thấy có 2 ý mà con thấy là hình như là các thầy tu bây giờ là tự cho mình là nhất ấy, bất khả xâm phạm, không ai được quyền góp ý, không ai được quyền phê phán gì. Con lấy ví dụ như là cái hiện tượng mà cái thầy Thích Thiện Thuận ấy, thầy có nói rằng là các thầy nói chuyện với nhau với tư cách là đồng nghiệp. Thế thì ngay cái câu mà các thầy nói là với tư cách là đồng nghiệp thì các thầy đã khẳng định rằng mình chính là có cái nghề tu, đúng không ạ? Đúng ạ. Và nghề nghiệp, cái nghề nghiệp tu của mình. Thế nhưng mà khi mà cái vị tiến sĩ SND mà nói rằng là nhiều tu sĩ coi là cái việc tu là cái nghề, thì hàng loạt các thầy là nhao nhao là phản đối, và trong cả giáo hội cũng thế, và họ gây một cái áp lực là bắt cái vị tiến sĩ đó là phải xin lỗi công khai trước cái Phật giáo và các vị tu sĩ. Thế nhưng mà con lại thấy rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ ạ, ông ta công khai nói soạn giả Nguyễn Nhân là tâm thần hoang tưởng, và ông ấy công khai ông ấy nói chửi hơn 20.000 Phật tử tu tiến thâm cũng là tâm thần hoang tưởng, và rất nhiều người phản đối đề nghị ông ta là phải cải chính, nhưng mà ông ta không hề xin lỗi, và giáo hội cũng làm ngơ cái chuyện này. Thế và
Con thấy là trong cái báo giác ngộ ấy ạ. Đấy, báo giác ngộ thì lại họ công khai, họ đưa tin sai sự thật về chùa Thiền Tông Xuân Diệu và Soạn Giả Nghệ Nhân. Và thậm chí họ còn sửa sai cả cái tiêu đề sách của Soạn Giả Nghệ Nhân để làm sai lệch cái nội dung của cái quyển sách đi. Mặc dù được các Phật tử Thiền Tông yêu cầu gửi đến mail đến báo giác ngộ này yêu cầu phải công khai xin lỗi Soạn Giả Nghệ Nhân và đính chính lại rồi gỡ bỏ cái đấy, nhưng mà báo giác ngộ vẫn cứ làm ngơ. Thế thì con mình nghĩ rằng là như vậy thì các thầy tu này, các thầy tự cho mình một cái quyền gì đó. Với người dân thì yêu cầu người ta phải thế này, không được đụng chạm đến các thầy tu, nhưng mà riêng đối với các thầy tu thì lại là bất khả xâm phạm, không ai được quyền góp ý và phê phán. Và cái ý thứ hai như bác vừa nói nữa là con thấy là trong cái hội nghị mà nói về Hoằng Pháp Phật giáo ấy, có một vị hòa thượng có nói rằng là những thầy tu như chúng tôi là lấy cái sự đơn giản ăn ở ngủ nghỉ sinh hoạt là đơn giản nhất, chứ chúng tôi không cần đến cái sự xa hoa. Thế nhưng mà con thấy là như là tiến sĩ Thích Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thì ông ta đã lấy vàng ông ta dát lên vách chùa chơi. Cái điều đó là quá xa hoa, lãng phí, đúng không ạ? Đức Phật không hề dạy cái đó. Thế và con thấy như là các thầy tu ấy, con nhìn ở trên những cái video mà các thầy giảng, các thầy ngồi trên những cái ghế ấy, con thấy như là những cái ngai vua ấy ạ. Những cái ghế chạm trổ rồng rất là kinh khủng ạ. Thế và một cái điều thứ ba nữa là con thấy là các thầy bảo là các thầy bỏ hết những cái vật chất của trần gian này để các thầy đi tu theo Đức Phật để độ chúng sinh. Thế nhưng mà con thấy như là vừa rồi mà Bộ Tài chính ạ, có ra một cái dự thảo ấy, ra cái dự thảo là để quản lý cái hòm công đức của nhà chùa, thì hàng loạt các thầy này nhao nhao phản đối, từ trung ương cho đến Phật giáo địa phương là đều có những cái bài viết là để phản đối cái việc này. Thế thì con nghĩ là các thầy mà đã đi tu rồi thì đã bảo là từ bỏ rồi, cái chùa này là của để giáo độ chúng sinh, rồi là mình đi với lại đi tu là với cái sự đơn giản nhất, thì tại sao các thầy lại lấy tiền để làm gì ạ? Và tại sao các thầy lại quá xa hoa trong cái việc sống trong những cái ngôi chùa mà lại quá lãng phí như thế ạ? Thế bác giải thích cho chúng con được không ạ? Bây giờ Phật đã nói đó, cái đời mạt pháp là cái đạo Phật cơ bản nó không còn ai tu giải thoát nữa, mà ta tu vì danh lợi và địa vị thôi. Cái đạo Phật đã nói trước rồi. Vì thế mà ông mới cho cái Thiền Tông nó ra đời để nó chuẩn lại. Cái này đừng nói chứ. Mà trong 36 vị tổ Thiền Tông có ông tổ 33 đó, ông nói là Thiền Tông ra đời để nó chuẩn hóa cái đạo Phật lại. Nó phá hết cái tông tà. Đây là ông nói trước các vị tổ, vị Phật nói trước, các vị tổ cũng nói trước, đúng hay không? Còn mình bây giờ thì thôi, bây giờ ai muốn tu gì tu, ai muốn chửi gì chửi. Mình đâu có màng tới chứ. Nhưng mà cái tu và cái chửi này thì do ông thần quản lý, ông lo. Mình không có hỏi nhiệm vụ của mình. Còn nhớ một điều, tu thì cũng do thần quản lý. Quản lý ông tu cái kiểu gì, đúng hay sai? Ông chửi người ta rồi theo nhân quả như thế nào, tôi ghi tôi làm hết rồi, tại khi là ông mất rồi tôi sẽ thực thi thôi. Còn cái chuyện thôi, mình hiện giờ thì chú có cái bổn phận là phổ biến cái Thiền Tông này ra, chú còn hỏi chú trả lời, chú hỏi trả lời bất cứ cái gì chú cũng trả lời được hết. Còn cái chuyện mà chuyện thế gian tôi bỏ đi, chỉ cần bỏ chuyện thế gian, những chuyện chửi bới đừng màng mà chi, kệ người ta đấu chửi kiểu gì chửi. Rồi hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Vâng. Sau đây con xin hỏi câu hỏi của Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhờ con gửi đến bác ạ. Thưa bác, nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam không được phép xuất bản thì không quá 100 năm nữa trái đất sẽ bị hủy diệt. Tính từ thời điểm năm 1950, Thiền Tông có mặt tại đất Rồng Việt Nam,
Đến thời điểm hiện nay là năm 2022 thì chỉ còn đúng 28 năm nữa thì dự đoán của Đức Phật về trái đất sẽ bị hủy diệt. Thưa bác, liên quan đến vấn đề này, con xin hỏi các ý như sau ạ. Ý 1 ạ, việc quan trọng liên quan đến vận mệnh của trái đất như vậy, nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cứ tiếp tục trì hoãn, không nhanh chóng đồng ý cho xuất bản ra, vậy tại sao bác không gấp rút cho chuyển thẳng quyển giáo lý này đến các cơ quan của Liên Hợp Quốc để họ đọc, họ hiểu và cũng là lời cảnh báo về vận mệnh của trái đất ạ? Bây giờ đó, ông Phật ông nói là khi mà Như Lai trở về Phật giới 3.000 năm, trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ ông về Phật giới được 2.564 năm rồi, tức còn 470 năm nữa. Khi mà cái truyền tông nó đến đất rồng 2.500 là đến đời mạt pháp, nó chính thức đến đất rồng. Nhưng mà đến đất rồng phải 60 năm sau mới công bố ra, thì công bố này được 5 năm. Thì trong cái giáo lý của nói cái đoạn này là khi mà công bố huyền ký ra đó, thì 2 năm thì có bệnh lớn á, bệnh toàn cầu á. 2 năm kế tiếp sẽ chiến tranh lớn. Vì thế mà cái người mà phổ biến thiền tông phải công bố liền cái bài 24 của Đức Phật ra. Bài đầu, cái bài này nó chia ra hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai. Thì 2 năm, khi mà công bố huyền ký 2 năm thì cái bài này được công bố ra. Nhưng mà công bố ra không ai làm tin. Thì thôi, thì bây giờ người ta nếu mà muốn mà tiếp tục cái này, cứu giảng này thì phải coi luôn cái phần thứ hai là cái phần giải tổ chức. Nhưng mà bác có bổn phận là nói cái phần thứ nhất còn cái bài phần thứ hai. Chừng nào cái bài thứ nhất mà ta đồng ý thì hỏi bác thì bác sẽ đưa ra cái phần thứ hai. Phần thứ hai là bác Đức Phật dạy từ ly từ tí hết về tổ chức trái đất này. Mà bác sẽ nói một cái câu ngắn vậy nè. 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Muốn thái bình, trái đất này phải còn một người quản lý. Chứ bây giờ hiện giờ hai người quản lý. Hai người quản lý, ông A ông B đập lộn nhau á. Còn nếu một người hoàn toàn không đành. Giống như con chủ nhà, hai người làm chủ nhà thì đều có gây lộn. Mà giờ một người làm gây lộn, mày gây lộn mày ra, phải không? Vì thế mà cái câu này người dân gian người ta nói là hết hai còn một mới ra thế bình. Cái đất này mà còn một người quản lý, một tổ chức quản lý thì mới thế bình được. Còn không thì sẽ tiêu theo cái kiến chấp của con người và cái ác của con người và cái tưởng của con người. Đó ông Phật đã nói trước rồi. Còn nhiệm vụ chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra đã công bố cái phần đầu rồi, còn phần hai thì tôi cũng có nghe nói là có âm thầm công bố, mà tôi chưa biết ai âm thầm, tôi biết, nhưng mà đã nghe nói là có âm thầm công bố phần hai. Nếu bây giờ nếu mà chính thức cái quyển giáo lý cho ra thì cái phần phải rõ hết, người dân nước nào cũng nghe hết. Vì cái quyển giáo lý này ra là phải dự trù sản xuất xuất bản ra nhiều loại tiếng chứ không phải một thứ tiếng. Thì lúc đó thì cho xuất bản tiếng Việt đi, rồi bắt đầu mới công bố là ai có khả năng dịch ra tiếng Anh thì tôi cho xuất bản tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Pháp gì đó. Nước nào lớn, nước nào mà có ảnh hưởng nhất trên thế giới thì xuất bản liền cái ngôn ngữ của nó để cho người ta cứu vãn trái đất này. Thì cái nhiệm vụ chùa Thiền Tân Tân Diệu Đức Phật có nói vậy thôi. Bởi vậy nói là đến lời mạt từ pháp cái công bố ra tại đất rồng, nước rồng. Thì bây giờ cái chùa Tân Triều có nhiệm vụ đã xong rồi. Công bố này 5 năm rồi. Rồi cái còn cái công bố mà cái phần đầu của bài 24 đã trước 2 năm nữa rồi. Nha. Rồi bây giờ không ai trả lời cái này. Nếu mà nó thấy cái này thì cứ soạn thảo đi rồi ấy. Còn mấy thì cứ cho biển giáo lý ra đi rồi. Nó nói trắng vô ban ngày đó, ai muốn nghe thôi. Bác thì chỉ có cái nhiệm vụ là phổ biến cái thiền tông này. Ai thắc mắc hỏi, bác nói cho nghe. Mà có cái đặc biệt là
Cái thiền tông này là trên trái đất không có ai có cái đạo nào dám cho hỏi tự do, mà thiền tông cho hỏi tự do. Muốn hỏi kiểu gì nữa, hữu hình vô hình trên trời dưới đất biết hết. Mà nói không phải là nói kiểu nói ngang, nói bằng có khoa học mà nói bằng có dẫn chứng, nói bằng thực tế chứ không phải ấy đâu, thấy không? Vì thế mà mới cho hỏi tự do, chứ nếu mà không hiểu căn bản thì ai dám. Đó, từ giờ tụi con hỏi thì bác nói gì thôi. Thì thôi bây giờ cái này ông Phật nói sao mình nghe vậy. Thì bây giờ cái này á, thì bác cũng là người thừa hành. Thừa hành là nói lại cho biết cái thiền tông này nói vậy thôi. Còn chứ con bác cũng không có quyền gì. À, tôi nói, ông Phật nói vậy, ông Trần Nhân Tông đưa lại cho tôi, và Thảo đưa tôi nói lại, tôi nói cho bà con biết thì thôi, nghe cũng nghe thôi. Đó, cái là gì? Muốn sống yên ổn, thì trái đất này một người quản lý, một tổ chức quản lý. Còn trái đánh này đánh lộn nhau, hai bà phe cũng đánh nhiều đánh. Nghe không? Đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi ý hai của câu này ạ. Hiện tại đa số người dân trên thế giới, nhất là các nước phương Tây, họ theo đạo thánh. Giả sử nếu quyển giáo lý được chuyển đến cơ quan Liên Hợp Quốc thì họ có hiểu, đồng ý và có tin vào những lời dạy của Đức Phật trong quyển giáo lý không ạ? Bây giờ các đạo thì đó, quyển giáo lý đều có đề cập hết cái tổ chức từng đạo một. Còn cái vấn đề an ninh thế giới thì cái bài 24 Đức Phật đã nói cho Liên Hợp Quốc, chứ không phải nói cho cá nhân quốc gia đâu. Vì vừa rồi cái bài phần 1 của, thì có dịch ra tới 6 thứ tiếng. Thấy không? Tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Thái, tiếng Nga. Chứ không phải nhỏ đâu. Giờ ai là không biết, mà giờ tại người ta không quan tâm thì thôi chứ. Mà nên nhớ rằng thế giới này là thế giới kiến chấp. Những cái nơi mà thôn xóm người ta không có để ý tới đâu, mà ta chỉ để ý tới những người lớn nói chuyện thôi, người giàu nói chuyện thôi, chứ người vô danh tiểu tốt không để ý đâu. Thế giới vật chất nó là vậy, mình cũng không trách người ta cái chỗ này. Chứ nếu mà người ta có cái kiến thức khoa học á, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà mấy ngàn năm nay không có ai đề cập đến chữ giác ngộ, mà thấy có treo bảng giác ngộ nhưng mà vô hỏi không biết. Mà bây giờ có cái chùa nó nói tu chuyên dạy giải thoát giác ngộ mà lại chửi, rồi làm sao? Nó khó cái chỗ đó. Bây giờ anh thí dụ anh không tin thì anh cứ tới anh hỏi đi, anh cho bao nhiêu người có học thức tới hỏi ông dạy giải thoát làm sao, ông nói tôi nghe, có chứng minh không? Thấy không? Nếu chứng minh không được thì giả mỏ cái thằng cha mà nói xạo quá. Không biết một chữ về là không biết Niết Bàn ở đâu, bề đặt ngồi người giả mỏ đó. Đó thì làm sao mà có cái chuyện này? Người ta không chịu thực thi cái quyền dân chủ. Giờ ông dạy giải thoát phải không? Tôi hỏi mà ông trả lời không được, tôi giả mạo không? Giỡn, ok, chơi điện. Không chịu. Tôi cứ đứng ngồi nhà chửi thôi. Không dám tới. Mà trong khi người ta mời luôn, người ta mời bao xe, bao cổ, bao ăn, bao uống, mà cũng chịu tới. Giờ cái đứng nhà chửi. Chưa. Nhưng mà cũng may là nhân dân á, tôi thấy nhân dân cũng giỏi lắm. Đứng ra gan, nhân dân này gan đó. Tôi với bà vừa rồi nhân dân nó nói gì, ông mà chửi quá tôi đưa ra tòa. Nếu mà tòa án dám xử ông cũng dám ở tù quá nhỉ. Nhưng khen nhân dân vừa đâu còn có nghe không? Chú thì không có tivi, không có điện thoại vậy đó, mà tôi nghe người ta nói là có nhân dân nói vậy á. Chú nghe vậy hay vậy thôi chứ chú không biết, nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp ý ba trong câu hỏi này ạ. Nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tâm Việt Nam được Liên Hợp Quốc chấp nhận và được đưa vào vận dụng nhằm xoay chuyển, cứu trái đất thoát khỏi thảm họa diệt vong đến sớm, thì tỷ lệ phần trăm áp dụng những gì trong quyển giáo lý Đức Phật đã dạy
khả năng thành công và hiệu quả khả thi áp dụng vào thực tế là bao nhiêu phần trăm ạ? Bây giờ cái quyển giáo lý này mà nếu Liên Hợp Quốc đưa ra mà kêu bằng bàn thảo luận với nhau trong thực thi trong vòng một tháng, trái đất bình yên, không và không có đánh lộn, không chửi lộn luôn, không tranh giành đất đai luôn, một tháng một thôi, không cần phải cái tiền mà lo cho chiến tranh đó, thì lo thôi cho cầu đường cho dân sinh, nó sướng quá đi. Cái tiền mà nói thiệt, còn ở tất cả cái thế giới mà tiền mà chi chung vào quỹ chiến tranh đó, quốc phòng có nước thì nó lấy 20%, 30%, cái tiền mà kêu mà thu nhập của quốc gia lo cho cái này nó lớn lắm, trong phải nhỏ đúng không? Mà tại nếu mà nghe cái này thì thế giới nó hòa bình liền, không có, thế đất yên liền. Nhưng mà nên nhớ yên cỡ nào cũng phải tới 3.000 năm sau khi Đức Phật về Phật giới, nó bị tan rã là lý do. Nó không chết vì chiến tranh, nó chết vì bệnh tật, và nó chết vì cái nhân mã. Vì thế giới này nó vậy, nó không thể là, nó không thể kéo lên 10 tỷ người được. 10 tỷ người sống lúc đó là nó ô nhiễm, rồi người ta chết vì bệnh tật. Mà sao mà nói vừa rồi, thí dụ mà bây giờ vừa Covid vừa rồi nó tàn phá thế giới vậy, nhưng mà nó cứu được nè. Nhưng mà nếu mà nó lên 10 lần nữa là không thằng nào cho dám, đụng tới là chết. Bác sĩ chết trước, đụng tới bác sĩ chết trước, để ra. Thì dân mình phải chịu thôi, chứ giờ nói ra vậy. Mình phải hiểu cái thế giới này là gì, theo cái thành trụ về việc cứ 10.000 năm nó quay vào một vòng, 10.000 năm quay vào một vòng. 1 triệu lần trái đất bị tan rã là 10 tỷ năm. Nó theo cái quy luật của nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vâng ạ. Thưa bác, có Phật tử Nguyễn Huy Hùng ở Bắc Ninh cũng ở Bắc Ninh cũng gửi con 3 câu hỏi để nhờ bác giải đáp ạ. Vâng. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử Nguyễn Huy Hùng ở Bắc Ninh ạ. Thưa bác, từ lúc tánh Phật vào trong tam giới cho đến khi tánh Phật đó được trở về Phật giới thành vị Phật, thì tánh Phật đó được truyền thiền chỉ một lần hay là bao nhiêu lần ạ? Bây giờ từ khi tánh Phật vào Phật, vào trái đất, vào gia đình làm con của cha mẹ, nó luân hồi trở nên này. Ông Thích Ca 8 tỷ năm mang bao nhiêu thân người, rồi bao nhiêu con thú, rồi bao nhiêu thân trên trời, rồi bao nhiêu địa ngục, mà mai không xuống quả ngục, quả ngục là khỏi lên luôn. Mà trong cái bài mà đường dặn dò Phật giới á, may mắn là có một vị tánh Phật đã vào đây 38 tỷ năm tạo được công đức vô lượng. Nó kể là trên trời không có mấy trăm lần, xuống dưới địa ngục có bao nhiêu lần, rồi làm người rồi nơi nào mấy trăm lần không. 38 tỷ năm con suy nghĩ coi, 4 trái đất. Thấy không? Đó. Thì bây giờ ví dụ làm người bây giờ một đời người 100 tuổi đi, 100 năm đi. Biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu lần lên thế trời cờ trời vô sắc 100.000 năm. Rồi hữu sắc 10.000 năm, rồi dục giới 1.000 năm. Mà 38 tỷ năm giờ con suy nghĩ thì nó sẽ lăn lộn trong thế giới này thì mình đâu có biết được. Vì thế mà ông Thích Ca ông nói là ổng ở trái đất này chỗ nào cũng có vết chân ổng đi hết rồi. Có nghĩa là ổng cũng đến Việt Nam, rồi ổng cũng đến Mỹ, lên đủ thứ nước ấy, chứ không phải là đó là vậy. Thế còn mình làm sao biết cái gì cái được, mà biết là khi mà nó báo cáo ở cái lên cõi trời hữu sắc là tôi lên 10 lần rồi đó mà cũng còn ham lên hoài, giống như còn ở Việt Nam muốn đi Mỹ chơi đi 10 lần rồi mà còn thích đi hoài, có người ta đi lần thôi còn 10 lần cũng còn thích đi sao đó. Thành ra phải hiểu này, mình không hiểu được. Rồi có nhiều người mà ở tù 10 lần rồi mà cũng muốn vô tù ở tiếp, con suy nghĩ gì. Chào, con hỏi tiếp. Cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu hỏi số 2 của Phật tử Nguyễn Huy Hùng ở Bắc Ninh ạ. Con tu theo thiền tâm nhưng chưa được truyền thiền. Con không biết là đời này có thể về được Phật giới hay không, nhưng con luôn rất sợ mình phải ra xa rời thiền tâm. Thầy cho con hỏi, ngay lúc này, đời này
Con cần làm gì để kiếp sau con gặp được Thiền Tông để con tu tiếp ạ? Con xin cảm ơn ạ. Đây do cái tưởng, cái ham muốn của mình. Bây giờ Thiền Tông nó ra đời rồi. Bây giờ nên nhớ là muốn về Phật giới, chỉ cần mang danh Phật tử Thiền Tông đã về được rồi. Phật tử là con của Phật đã về được rồi, không cần Phật gia. Thấy không? Phật gia thì được ưu tiên người ta còn dặn dò. Còn bây giờ nếu một Phật tử mà muốn về cứ tạo công đức, rồi cứ khi mà người ta công bố cái đường về Phật giới á, mình lại mượn cái này. Còn Phật gia là chả gì? Phật gia là tại vì mình may mắn mình xuất được cái kệ cho xếp vào trong đấy. Một Phật tử Thiền Tông chân chánh được cấp giấy thì kể như là ông thần đã chú ý rồi, xếp vào trong cái loại là con của Phật. Nhớ là Phật tử Thiền, Phật tử là con của Phật thì Phật rước về. Còn thầy thôi, thầy không có rước, làm thầy ở đây làm nghề đi, thầy Phật không có rước, hiểu không? Nó làm thầy ở đây để kiếm tiền, còn từ con tôi rước về. Nói cho người đó là Phật tử là cố gắng quyết chí thì sẽ về, là con Phật mà tạo công đức thì ít nhiều cũng được, nghĩa là năm ba công đức được mà một hai chỗ công đức thì càng tốt. Nếu phương môn một điều này Thiền Tông dạy con Phật, Phật rước về, thầy không rước. thầy thôi, thầy tụi bay ở đây làm nghề đi, tao không rước, hiểu không? À, con hiểu rồi ạ. Con xin cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi nốt câu số 3 của Phật tử Nguyễn Huy Hùng ở Bắc Ninh ạ. Người nghe đến Thiền Tông, họ rất tin và tu theo pháp môn Thiền Tông. Họ muốn vào chùa Thiền Tông ở liền ngay, nhưng công việc gia đình chưa ổn nên chưa xin vào được. Ý họ là khi nào sắp xếp lo xong cho con cái ổn định, họ mới xin ban quản trị cho vào chùa ở và làm những công việc phụ trong chùa, nốt phần đời còn lại của người đó thì có được không ạ? Và có cần điều gì không, thưa bác? Để vô chùa ở gì? Vâng ạ. Vô chùa ở thì làm công quả. Vâng. Làm công quả thì chết đi sống lại thì cũng vô chùa ở hoài. Không ạ, vô chùa Thiền Tông ạ. Thiền Tông vô cũng vậy, thì cũng vô ở đâu làm hoài. Thiền Tông ở chùa đâu hết. Muốn về có công đức, không phải vô chùa. Vô chùa rồi gây lộn, rồi đập lộn nhau rồi sao nữa. Chùa hai ba người là bắt đầu có mày tao rồi. Đừng có vô. Thiền Tông sở dĩ người ta cắt cái này để ta làm cái nơi để ta truyền thiền. Còn vô đây thì người nào có nhiệm vụ vô thì người ta mới mời vô, không vô thì vô đi ở dây cái lộn. Lúc đó rồi giành giật nhau nữa bất công. Lúc đó còn kẹt nữa. Thôi đừng có ham vô chùa. Có chết đưa cốt vô ta nhận cái cốt, nó không có chữ lộn. Cốt Phật tử ta xếp theo Phật tử, thì Phật gia xếp theo Phật gia, nó không có chữ lộn. Còn cái thứ mà Lữ Đại ngồi dồn người này, hai con người đó, hai là ai cũng có cái tưởng mà, thấy không? Nhìn qua tưởng lại đã ghi lộn nhau. Thôi đừng có mong cái chuyện đó. Cứ vô rõ thì muốn được rồi vô được rồi, cứ đời này đời kia cứ vậy liên tục hoài, không về. Muốn về thì phải Phật gia, ông Phật ở nhà đó, ở nhà nó mới về được. Ông Phật vô chùa cũng không được à. Vô chùa dính cái chùa rồi sao đấy. Cái nhà tôi giao con tôi đi về. Không? Phải hiểu cái cơ bản này. Còn Phật tử thì ưu tiên về những con của Phật. Nếu điều kiện phải có công đức ta mới kêu mà về. Nếu không có công đức thì ta đường đâu về. Có công đức thì thần mới đưa cho mình đi ra. Thì đi ra ông Phật mới được quyền rước. Chứ bây giờ trên thế giới này nó cột cứng mày. Biểu có công đức mới về định hình ra cái kim thân Phật, mà giờ không có công đức mình sao định gì? Ông Phật nào dám rước? Mới hiểu cơ bản này, chứ đừng có ham mà vô chùa Tân Diệu, vô chùa Thiền Tông ở đó không được, đừng có ham. Vô đó là ghi lộn nhau rồi bất công lắm. Đúng đó là bất công, bằng quản trị bất công xử đó. Rồi, hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi của chúng con đến đây là hết ạ. Vâng ạ, chúng con cảm ơn bác đã trả lời cho chúng con được rõ thông.
Chúng con xin chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Thôi chúc gì nữa, tới đâu cũng tới kệ nó. Bác ơi, biết tin chúng con vào đây thăm bác và thăm chùa, thì cụ Trịnh Xuân Lộc, người chiến sĩ cộng sản 64 năm tuổi đảng ấy ạ, đã tìm thấy tinh hoa của đạo Phật đấy ạ. Thì cụ có gửi lời chúc sức khỏe của bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, để bác luôn luôn mạnh khỏe để dìu dắt các Phật tử thành đạt trên con đường trở về Phật giới ạ. Rồi cảm ơn cụ, một ông cộng sản về Phật giới. Bởi vì cái này nó trên thực tế mà. Anh ở đây giờ anh mang cái gì cũng được hồi hết. Anh không mang, anh trở ông Đức anh chạy về, có vậy thôi. Ngàn năm một thở, 10.000 năm có một lần thời. Ai nhanh chân thì bước theo, còn không nhanh chân thì đi tiếp, nó quay tiếp. Rồi chỉ vậy thôi, cảm ơn tụi con hỏi. Có ai muốn hỏi gì nữa thì hỏi. Rồi thì con muốn hỏi thì cứ lên hỏi đi. Dạ, con tên Nguyễn Thị Mỹ Châu, đến từ tỉnh Cần Thơ. Dạ, con có câu hỏi muốn nhờ thầy chạy giải đáp. Dạ. Rồi con hỏi gì? Dạ. Có một Phật tử cũng tu Thiền Tông, bệnh ung thư thời kỳ cuối, rất nặng, rất là nghiêm trọng. Bây giờ là bữa nấy thì đọc đường vào Phật giới rất là thông rồi. Nhưng mà cái lúc lên cơn nặng thì không còn nhớ nữa, giống như là đọc lộn xà tùm lum hết. Rồi bây giờ như vậy thì tới khi bữa nấy lâm chung như vậy thì cái đường vào Phật giới có ảnh hưởng gì không hả thầy? Cái này không nói trước được. Bây giờ đó thì do cái thoát ra cái tai của mấy ông quản lý không? Quản lý này nó có cái thứ, ông thần quản lý là khác, rồi khi mà ông thần thả ra rồi, rồi cái có theo cái đám của hồn nó kéo á. Mình thoát ra nổi cái điều này không? Thì phải cái đường về Phật giới phải cho kỹ, phải hiểu. Về được là không, là do mình. Đừng có sợ, đừng có ngán, thì mới về được, có công đức mới về được, nhớ nha. Chứ còn mà mấy ông hù hù, hết hồn rồi thôi làm sao? Hù hù cái ổng kéo phải theo ổng rồi sao? Phải, bởi vì tu Thiền Tông phải cho gan, không gan đừng tu, mà phải trí tuệ, không trí tuệ đừng có tu. Còn bởi vậy thành ra tu Thiền Tông dẹp cái kiến chấp nha, đừng có chấp ngã, đừng kiến chấp, đừng có tưởng, thì tu mới được. Còn nếu mà kiến chấp và tưởng tượng thôi khó lắm. Thể tưởng tượng là mấy ông kia cũng nhào vô rồi, mới tưởng tượng mấy ông kia nhào vô rồi. Thấy không? Phải hiểu đấy. Cái này thì không trả lời dứt khoát được, là do mình thì mới nghe được thôi. Nghe trước khi rồi nghe, muốn phá được cái âm thì phải nghe ba cái bài An Di Phật, sám hối và dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông, phải theo dõi cái này nó mới phá được cái âm lực kia. Thì tự nhiên con người mình, nó nhiều người ta phá mình, cho mình đeo cái này, mình nghe này riết nó hết phá là đó, rồi mình cái tâm mình nó bình lại liền, tâm bình rồi thì mới bắt đầu đường về Phật giới mới rõ ràng được. Đâu con hỏi câu thứ hai đi. Dạ. Để coi câu thứ hai con ý muốn nói là sau Đức Phật á, trước kia cũng sanh từ ở gốc cây, khi chết cũng ra gốc cây. Như vậy ý con muốn hỏi thầy, như vậy có phải là Đức Phật ám chỉ cho ta biết là chữ buông không? Nói là ông buông không có cần vật chất. Dạ. Tu bảo Phật là phải buông tất cả những cái chuyện gì tư hữu của trái đất này. Còn dính ở trái đất này còn bị dính. Đó là cái hình thức của Đức Phật. Sanh đứt cây, tu gốc cây, chết gốc cây, không ở trong nhà. Đó, đây là một vị Phật, ta phải làm được cái đó. Còn mình thôi, mình cũng có cái nhà nhưng mình có dính. Mình muốn về. Muốn về thì phải hiểu được cái công thức của nó. Phải hiểu là cái tổ chức, cái đạo ở dưới đất này là tu được cái gì. Phải hiểu căn bản này. Thứ hai, tổ chức cái đất này nè, người thần thánh tiên ngạo quỷ là ai, nhiệm vụ gì, mà hiểu cái đất này thì mình mới không tu sai được cái đạo. Còn mình không hiểu thì vô là bị hoàn toàn sai. Không hiểu cơ bản này mới tu Thiền Tông được. Rồi con phải hiểu phân biệt này, công đức, phước đức và ác đức. Phải hiểu cơ bản này thì con mới hiểu được. Còn nếu con không hiểu cơ bản này là hoàn toàn không hiểu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Ý cũng muốn nói là Đức Phật có ám chỉ cho mình biết cái gì không, mà Đức Phật á thì tên là Tất Đạt Đa.
có vợ gọi là La Hầu La, nàng Du Đà La, con là La Hầu La. Như vậy ủa sao mà cũng có liên quan, có chữ La trong trọng như vậy là sao thầy? Bây giờ một vị Phật ra đời nó cũng giống giống như là một con người bình thường thôi, cũng có vợ có con. Nhưng mà ổng là ai? Ổng là thành Phật ở cõi trời đâu xuất rồi. Ổng xuống đây ổng nhập thai mẹ Ma Gia để chi ổng làm con của Mang Dâu với vua Tịnh Phạn. Thì thế giới vật chất này cũng phải bắt buộc phải có vợ con, âm dương quy lực âm dương. Nhưng mà khi mà ổng đi tu thì cũng có hợp đồng với vợ ổng trước là ổng đi tu để mà dạy cái đạo này. Thấy không? Thì vợ ổng đồng ý. Thì nếu đúng là người ta thánh thiện với nhau ta mới làm được cái chuyện này, còn mình không có làm được đâu. Còn một vấn người nào mà ép gượng phá quy luật vật lý này là ép gượng, không tu thành bất cứ cái gì hết mà thành ông thầy thôi, nó cho con biết vậy. Y còn muốn nói là tại sao Đức Phật lại có dính với cái chữ La đó? Cái gì? Y còn muốn nói là Đức Phật sao có dính chữ La Hầu La đó với Du Đà La đó? Đó, cái đấy là cái tiếng người Ấn Độ. Yeah. Giống như ta hỏi tại sao mà Nguyễn Văn, Lê Văn, Trần Văn. Yeah. Cái gì cũng Văn, rồi Nguyễn Thị, Trần Thị, Lê Thị, cái gì cũng Thị. Đó là tiếng Ấn Độ thôi. Còn mình ra đây chữ Văn thì lót cho người nam, chữ Thị là lót cho người nữ. Bên kia nó cũng vậy, thấy không? Đây là cái ngôn ngữ của văn hóa của người ta. À, nó trùng là trùng ở chỗ đó. Vậy con hiểu rồi, con xin cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, dạ thầy, con là Trần Minh Thuận, con ở Bình Phước. Rồi. Dạ, con xin hỏi thầy, cô có thắc mắc là nãy con nghe thầy nói là khi mà sức chung bản thân lên chỗ, khi mình bay lên á, là ra khỏi trái đất, ví dụ 10 km hay là 45 km gì đó, là mình lấy cái thước đo hay là cái gì để mà mình định vị được cái đó vậy thầy? Nó đo thì cũng đo theo cái thước vật lý của mình. Nhưng mà người ta đo đó, ta đo là cái tầng, ví dụ bây giờ cái tầng sức hút vật lý, còn gọi là sức hút vật lý mạnh á, thì nó 10 km. Còn nếu mà sức hút vật lý nhẹ đó thì 11 km trở lên. Thì cái ví dụ con cái người mà ta đi vào trong không gian ta mới hiểu này nè. Con đi máy bay á. Máy bay mà nó bay dưới 10 km thì cái tiếng nó độ ầm lắm. Hút rất mạnh. Mà bay trên 11 km tự nhiên cái máy bay nó con không nghe. Nếu mà con có đi Boeing 747 á, bay trên 10 km. Mà thường thường nước này nó kia, đây Sài Gòn Hà Nội nó có, nó bay được cái mức đó đó, thấy không? Chứ còn bay thấp thấp nó không ra, cứ bay chừng 200-300 km đâu không ấy, mà phải bay từ cả 1000 km thì mới được cái đó. Thì cái đó là sức hút vật lý của trái đất, cái đó là nguyên tắc. Thì còn cái trung bấm thân nó đi ra nó cũng theo quy luật này, vì trung bấm thân nó hiểu, nó nhìn thấy cái sức hút mạnh sức yếu nó biết. Còn mình ở đây thì phải qua vật chất. Vì thế mà phi công nó bay lên cái máy bay nó nhìn nó biết, lên tới đâu nó biết, cái tần số. Vì nó có cái đồng hồ mà nó đo, thấy không? Cái đó là cái thế giới vật chất này, mình phải hiểu này. Thành ra con người giải thoát là không cũng đi theo cái quy luật này nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, có một câu, cái vấn đề mà tu thiền tông á, mà vấn đề mà giữ giới á thầy. Nhưng mấy cái giới lực á, nó có lợi ích gì cho cái người tu thiền tông? Cái giới luật để nó ràng buộc cho cái người tu vật lý. Nên nhớ là giới luật ràng buộc cho người tu vật lý. Còn người tu thiền tông nó không có nằm trong cái giới luật, mà nó nằm ở trong nhân nghĩa lễ trí tính. Nó không nằm trong cái giới luật nha. Rồi nó nằm ở trong cái động hoặc cái tịnh, là nhàn hạ hoặc là không nhàn hạ. Còn cái giới luật là nó áp dụng cho người tu vật lý, cho mấy ông thầy. Nha, ông thầy thì tỳ kheo 250, giới nữ thì 300 mấy gì đó. Còn cái thiền tông đói ăn mệt ngủ, ai ăn cướp con còn đập chết người ta, cho đập chết luôn. Muốn về Phật giới tạo phước đức về, muốn lên trời ở tạo phước đức lên, muốn áp đức xuống địa ngục, có vậy thôi. Đây theo là cái quy luật nhân quả của nó. Không giới luật thiền tông hoàn toàn không giới luật, nhưng mà nó nằm trong nhân nghĩa lễ trí tinh.
hiểu cái chỗ đó mới hiểu truyền tông. Muốn truyền tông, con muốn người làm giàu thì con tạo phước đức âm ở trái đất này. Con muốn lên trên trời thì tạo phước đức dương. Còn muốn xuống địa ngục, ác đức là xuống dưới ác đức. Con muốn về Phật giới, tạo công đức về. Mỗi cái đức nó sử dụng một nơi. Công đức sử dụng Phật giới để định hình ra kim thân Phật. Phước đức dương định hình ra tánh trời, thân trời. Thấy không? Còn phước đức âm ở nhà giàu sang, mặc đồ đẹp ở trái đất này. Còn sao ác đức thì chui xuống lục đất ở. Nó có vậy thôi. Con phải hiểu thế giới cái quy luật này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Giống như nếu mà mình là nhân nghĩa lễ chí tính, mình thực hiện cho nó đúng cái phần đó, thì cái phần bên con, cái mình tu thiền tông nó thuận lợi hơn. Bây giờ trước khi tu thiền tông á, thì con muốn hiểu thì trước mắt phải tìm cái quyển giáo lý đọc. Mà bây giờ quyển giáo lý chưa ra thì con học cái gì? Con học đọc theo những cái quyển sách người ta viết về thiền tông, và đồng thời theo dõi những câu hỏi người ta hỏi về thiền tông. Để khi nào mà cái quyển giáo lý nó ra thì con không cần hỏi, không hỏi gì, mà con căn cứ vào cái quyển giáo lý nó sẽ chia từng phần hết. Nó nói từ cái lúc mà sơ khai lập địa cho đến khi hoàn chỉnh trái đất bị hủy diệt luôn. Rồi trái đất này nó sẽ lăn lộn luân hồi như thế nào, là nằm trong quyển giáo lý á. Rồi tổ chức như thế nào, tổ chức đạo, rồi tổ chức thần thánh tiên như thế nào, thì trong quyển giáo lý nó nói rõ. Còn bây giờ con thắc mắc cái gì thì con hỏi, thì người ta nương theo quyển giáo lý người ta trả lời cho con thôi. Chứ con thì con có nhiều khi con hiểu nó không chuẩn lắm, mà khi nào quyển giáo lý ra thì nó rất chuẩn. Con dù con quên thì con đọc cái lại, đọc 5-7 lần con đã nhớ. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hát, con cảm ơn thầy. Thưa bác, ông Phật tử Hà Thị Lan ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, rồi, Hà Nội có gửi đến xin hỏi bác 3 câu ạ. Rồi hỏi đi. Câu 1 ạ, trong đạo Phật có câu kiến văn giác chi, xin thầy giải thích cho con. Kiến là thấy, văn là chữ, đọc chữ, giác là biết, tri là hiểu. Có nghĩa là nhờ cái thấy chữ này nè, mình mới hiểu được cái lý luận của ông Phật, ông dạy, gọi là kiến văn giác tri. Rồi, các bác giải tiếp. Xin cảm ơn bác ạ, con xin hỏi câu thứ 2 ạ. Trong vòng 3 ngày trước khi chết, hào quang xuất hiện báo mình chết. Vậy hào quang xuất hiện ở ngay trước mặt hay là như thế nào ạ? Bây giờ thì con căn cứ cái này là lãnh giải thoát, mặt mắt sanh thiên. Tức nhiên là cái hào quang nó phát lên cái đỉnh đầu của mình đó, là cái màu vàng đó, là mở giải thoát. Mặt mắt sanh thiên là nó phát ra cái màu trắng, cái hào quang màu trắng. Thấy không? Ngực làm thần nó phát ra cái màu đỏ. Rồi mà súc sanh thì nó phát ra cái màu xám. Địa ngục phát ra màu đen, cái điện màu đen, gọi là hào quang đen, rồi hào quang vàng, hào quang đỏ. Là căn cứ giờ này, nó nằm theo lãnh thanh thánh, mặt mắt sinh thiên, ngực làm thần, tim là người, bụng làm ngạ quỷ, chân đầu gối súc sanh, địa ngục bàn chân. Còn theo cái căn cứ này, nó phát ra các màu chứ không phải là hào quang. Ví dụ cái hào quang sáng, tại sao mà cái bác không nói cái này, tại sao hào quang Phật màu vàng, hào quang thánh màu trắng, thấy hiểu không? Đó là theo cái tương tự của nó. Mà tại sao mấy cái người tu mặc chú họ mặc đồ đỏ? Đó chú là thần, nó hiểu, tại ta không hiểu cái sự thật, nó có cái công thức của nó. Nó tại sao ta tu mặc đồ trắng, mặc đồ trắng này làm thánh, tại sao tu mặc đồ đen, tại sao? Phải hiểu cái công thức này. Nhưng mà mình không dám nói nhiều. Nói nhiều thì nó không tốt. Nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Bác ạ, con xin hỏi câu số 3, là câu cuối cùng của Phật tử Hà Thị Lan ở phường Tây Mỗ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Con nghe bác giải đáp, con hiểu hoa tiêu của Phật là hào quang vàng sáng, không hình ảnh, không nói, xuất hiện ngoài 5 km, ngoài 5 km, sáng dần đến 10 km, hào quang bùa xuống.
con lại nghe có Phật tử nói là hoa tiêu luôn quay một chiều. Vậy hoa tiêu có quay không ạ? Hoa tiêu mà con phải thường thích này, trong đường về Phật giới thì nó có nhiều cái hoa tiêu. Hoa tiêu một cái hồn mà nó giả Phật á, thì nó cái màu khác. Nó lấy từ điện từ âm dương để nó làm cái hoa tiêu. Trong cái điện từ âm dương này thì cái điện từ biến thể nó có màu vàng ở trong đó. Nhưng nó có lọc cỡ nào nó cũng còn cái màu trắng và cái màu đen. Vì thế cái hoa tiêu, nhìn thấy cái này là hoa tiêu này là giả đó. Còn hoa tiêu một vị Phật là thì nó lấy bằng điện từ quang. Hoàn toàn nó vàng sáng rực. Không có cái gì xen vô được hết. Không có đèn vàng gì trong đó, đó. Phải hiểu cái này. Nhưng mà hoa tiêu này nó phải xuất hiện trên 10 cây số. Nó ra khỏi sức hút rất 10 cây số thì nó mới xuất hiện được cái hoa tiêu này, gọi là hoa tiêu vị Phật. Nó mới hiểu cơ bản này. Còn hoa tiêu mà nằm ở trong cái trái đất này, gần trái đất này khoảng 50 cây số là hoa tiêu của âm dương, do mấy ông cô hồn đó, ông giả Phật, ông xưng Phật, ông đập hoa tiêu. Có hiểu không? Chú ý cái chỗ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi của Phật tử Hà Thị Lan ở phường Tây Mỗ, quận Bắc Từ Liêm đến đây là hết ạ. Con xin cảm ơn bác ạ. Vâng ạ.